Dưa khỏe hả chị? À, là anh Nô bữa nay vô thăm ruộng dưa hả? Dạ. Trời ơi, bà con làng xóm ơi, ruộng dưa tôi ai phá hết trơn rồi nè. Trời ơi, sao kỳ vậy nè? Coi đó. Trời ơi, công sức trồng sắm của tôi tới ngày giáp hạt làm sao bây giờ? Trời ơi, ai hại tôi vậy nè trời? Trời ơi, quả lớn rồi. Trời ơi, cái phường thất đức này ở đâu mà ra vậy? Người ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mấy tháng trời mà có một đêm mà nó phá tan nát gì hết rồi, đổ sông đổ biển hết rồi Nô ơi. Chắc là chúng nó hiềm khích ganh tị dĩ nhà Nô á cho nên mới làm như vậy. Trời ơi, tôi mà biết mặt cái thằng mà phá làng phá xóm này á hả, tôi tiếp tay với anh Nô á, đập cho nó một trận cho nó chừa. Cái thứ mà chết bầm ở đâu ra vậy? Mấy người cho chúng tôi hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cái anh Nô này á là ở xóm nhà tôi, cái rủi clip dưa này á là của ảnh đó. Mà đêm qua không biết cái quân ác độc nào mà trời ơi đi phá tan phá nát của ảnh đi nè, quá tội nghiệp đi. Trời đất ơi, trời ơi, có kẻ nào á dùng thuẫn xé cái ngọn dưa rồi quay cán lại dầm nát cái gốc dưa. Kẻ gian này khôn ngoan, dầm nát ruộng dưa mà không để dấu chân nào hết. Cái ông này á, ông nói chuyện nghe tầm ruồng quá. Ăn trộm á mà để lại cái dấu vết á, bị bắt sao? Đúng rồi. Anh Nô, sao không về huyện á gặp quan để kiện, mai gặp người xử vụ án này á, lôi kẻ gian ra trừng trị. Thôi chuyện đó bỏ qua đi, mà lên quan á còn chưa kể tới á là phải làm cái bản cáo trạng, rồi chưa kể tới á là hạt sách đủ điều. Thôi bây giờ anh Nô á cứ trồng lại cái vít dưa đi để có mà thu hoạch. Đúng rồi, quen thì có 37 đường quen, may rủa chẳng biết chi vậy cho mất công. Nè ông kia, ông ăn nói cái gì kỳ vậy, xúc phạm mệnh quan triều đình hả? Anh Nô nè. Dạ. Anh không trình báo á, sau này á anh cứ trồng được 10 ruộng dưa, kẻ gian muốn hại anh cũng hại được. Chi bằng á bây giờ lên huyện trình báo với quan trên, anh gặp được vị quan á phụ mẫu chi dân thì có nhiều cơ hội tìm ra thủ phạm để trừng trị hắn. Đúng rồi anh Nô, anh đi đi. Dạ bẩm quan, có phải là quan đang nghĩ cách để mà truy tìm thủ phạm giúp anh nông dân kia không quan? Dạ bẩm quan, quan ngài vừa mới nhậm chức, chưa về tới Tư Dinh đã gặp quan ức. Thiết nghĩ chắc ngài sẽ còn mệt nhiều với cái huyện này đây. Quan ơi, con thấy bọn họ á mặt mày thì cũng chất phát hiền lương, nhưng mà ai ngờ sanh tà tâm rồi phá ruộng dừa của người khác, tội nghiệp cho anh nông dân kia quá quan. Ngẫm lại tôi thấy chắc đây là phường tiểu nhân đem lòng thù giặc ra để đối trả cho vừa lòng vừa dạ này. Ta thấy phía trước có quán nước, đi nửa ngày đường rồi chắc ai cũng thấm mệt. Thôi ta vào quán nước uống một ngụm cho đỡ mệt rồi đi tiếp. Dạ dạ.
mời ba vị uống chén trà cho nó mát dạ ạ. Cô chủ, cho chúng tôi ba chén đi. Dạ. Dạ. Hình như ba ông anh không phải là người ở vùng này. Cho hỏi có phải ba ông anh là người phương xa mới đến không ạ? Cô chủ quán thiệt là tinh mắt. Ba thầy trò tụi tôi mới chân ướt chân ráo đến vùng này. Dọc đường thấy gian sang cẩm tú, cuộc sống thanh bình. Chắc dân ở huyện này sống chan hòa và yên ả lắm cô hả? Dạ, ba ông anh nói không có sai. Nhà em bán nước ở đây ngót nghét chắc cũng 5 năm rồi, mà chưa hề nghe cái tiếng ồn ào nào hết á. Có chăng là cái đám con nít á, nó chạy giỡn, chơi đùa, làm hoảng loạn cái đám chim chóc thôi. Cô nói vậy mà chúng tôi mới vừa một sở thị một cái đám ruộng dưa bị phá nát luôn. Cô nói là không ồn ào, rồi không lớn tiếng, cứ lặng lặng nửa đêm mới vác cái thủng ra cái ruộng dưa của người ta rồi dẫm nát. Vậy mới kinh thiên động địa chứ. Nói nhiều quá, ngươi lo uống trà đi. Dạ. Nè. Dạ. Trà này á, cô nấu hả? Dạ, có gì không anh? Uống vô ngọt liệm như nụ cười của cô chủ quán chứ gì. Ngọt cái gì? Đắng ngắt thì có. Tôi nói ngọt. Không tin ông uống đi. Uống đi. Đâu để tôi thử coi. Sao kỳ vậy? Chén trà của ông thì đắng, chén của tôi thì không hề. Sao có thể như vậy được? Trà của em á khi nhấp môi lại có vị chan chát, hậu lại ngọt. Uống rồi trên đầu lưỡi á còn đọng lại vị trà non đậm đà lắm. Cô không tin nè, cô uống thử đi. Dạ. Chết em rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Em vẫn nấu trà giống như mọi ngày mà ta. Lá trà là do chính tay em hái, rồi lựa từng lá. Em mở quán trà ở đây gần 5 năm rồi, chưa hề có ai chê bai hay phiền lòng. Sao hôm nay trà lại lạ vậy chứ? Của em không hề đắng, không có một chút nào đắng hết á. Ông anh thử lại chén xem. Cái này thì không có đắng, nhưng chén này thì đắng nè. Sao lạ vậy? Sao chén của ông anh lại có vị đắng mà cái chén trà mới này lại không bị? Thôi, ta lên đường đi kẻo bụi, trả tiền cô chủ đi. Dạ. Gửi cô. Dạ. Sau này có dịp mời mấy ông anh ghé qua chơi. Ta đi. Là bấm quan lạ thiệt đó quan, cùng một ấm lót ra nhưng mà cái chén của con á thì nó đắng, mà chén của ông này á thì ngọt. Không biết tôi uống vô có đau bụng nữa không? Ông hỏi tôi biết hỏi ai? Chẳng có gì lạ đâu. Chén chè của người á là do bàn tay ta đặt xuống, có thể bị trén, có gì đắng ở đầu ngón tay ta để lại. Ngón tay của Quang, nhưng mà ngón tay của Quang thì làm sao mà đắng nhát như vậy được Quang? Tay của ta lúc này có cặp tiền, gì đã của nó có thể ngược lại đầu ngón tay của ta. À, hảo nào. À, hai người hãy cầm lên bàn ta, đến tất cả nhà dân ở trong huyện này tịch thu tất cả thuẫn và cuốc. Nhớ thuẫn và cuốc của ai, nhớ ghi rõ họ tên để tùy việc tra xét, và mời tất cả dân làng đến cổng đình để xem xét xử. Dạ, nhưng còn ngài? Ta đi một mình không sao đâu, hai người cứ lo việc này trước đi. Dạ, Quang đi bảo trọng nha Quang. Thank you.
Lão kia. Ngủ quá hoài nữa. Sao ngủ ở đây? Anh Linh, sao không về nhà ngủ mà nằm đây ngủ? Tôi ngủ đây cho nó mát. Mát cái gì? Nắng chang gì mà ông ngủ như chết vậy đó. Ông ngáy ầm ầm ai cũng nghe hết. Bữa tối hôm qua đi ăn trộm hay sao mà về đây còn ngủ? Anh Linh nói chơi hoài. Cái tật của tôi á, ban ngày thì tôi ngủ ngon, còn ban đêm mà cứ thức nhìn trăng sao, tôi bị ngủ sái buổi chợ á. Tật gì kỳ vậy? Anh Linh đi đâu mà gầm len vậy anh Linh? Lệnh ở quan trên á là sai tôi á đi tịch thu hết thủng cuốc, rồi tập hợp về sân đình, rồi mọi người á phải tập trung lại cho quan xét hỏi. Sao gom len thủng đồ chi vậy anh Linh? Ông hỏi nhiều quá. Mà tôi nhớ quan cũ về kinh mới ngày hôm kia mà. Thì đây là quan mới về, mới nhậm chức ngày hôm nay. Mới nhậm chức mà có vụ án xét xử rồi sao? Ông nhiều chuyện ghê luôn á. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ cái thủ của ông á khắc tên vô đi, rồi đưa cho tôi nộp về sân đình luôn. Tôi đâu có biết chữ. Thiệt tình. Thôi được rồi, bây giờ ông tên gì? Nghĩa. Tên đầy đủ? Lương Hiếu Nghĩa. Lương Hiếu Nghĩa. Dạ. Rồi, theo tôi lên sân đình luôn. Đi luôn anh Linh. Đi luôn. Sao ông sao vậy? Sao đau bụng quá anh Linh ơi. Tôi giờ sao? Tôi nói anh Linh nghe. Tôi có cái tật, tôi đau bụng mà tôi đánh giấm cái cả làng ai cũng nghe hết á. Tôi e là lên sân đình làm bậy á, bị quan vỡ trách. Nói Linh nghe. Sáng nhà tôi gần đây nè, cho tôi về chút bầu tâm sự cái rồi tôi lên sao được không anh Linh? Thôi được rồi, nhớ phải lên liền nha. Dạ, lên liền. Lên liền đó. Dạ, lên liền. Tôi đem cái thủ này về sân đình. Dạ, không? Dạ. Lên liền nha. Dạ, lên liền mà, lên liền mà. Quan đó chắc là ổng mới nhận chức quan hồi sáng này thôi đó. Để coi ổng tìm thủ phạm bằng cách nào nha. Thôi để coi ổng xét xử làm sao. Đúng rồi, mình chờ thử coi thử làm sao. Thưa bà con, tôi là đội tán quỷ Khoa Đăng, dân bên triều đình và nhậm chức ở huyện ta. Sáng nay tôi chứng kiến một cảnh phá ruộng dưa, thật là đau xót biết bao nhiêu công sức. Lên đầu. Dạ. Cho mời anh nô vào đây. Anh Nô. Dạ. Anh có nghi ngờ ai thù quán mình không? Dạ bẩm, tuy con có xích mích với một vài người ở trong làng, nhưng thật sự con không nghi ngờ ai hết. Ta thấy rõ ràng kẻ gian đã dùng thủng và cuốc xé các ngọn dừa và dùng cán dầm nát tất cả các gốc dừa. Kẻ gian rất là khôn ngoan, xóa hết tất cả dấu chân. Xét thấy cái thủng và cái cuốc là chứng cớ phạm tội rõ ràng nhất, cho nên tôi tịch thu các cuốc và các thủng về đây. Và trên các cuốc và thủng có tên các chủ nhân để cho bà con dễ kiểm chứng. Kế của ổng chứ bộ.
Đáng quá, đáng quá. Lương hiếu nghĩa. Đây, cái thủ này của người tên Lương Hiếu Nghĩa có mặt ở đây không? Dạ, dạ bẩm quan, không có mặt Lương Hiếu Nghĩa ở đây à. Tôi đã nói tất cả dân làng tập trung ở đình này, cớ sao Lương Hiếu Nghĩa lại không có mặt ở đây? Dạ bẩm quan, lính có tới nhà của ông Nghĩa, nhưng mà ông Nghĩa đau bụng không đi được ạ. Anh Nô, anh có quen với ông Nghĩa không? Dạ bẩm, ông Nghĩa là láng giềng của con, hai nhà thường xuyên qua lại để uống rượu với nhau. Lính đâu? Chuyện Lưu Nghĩa lập tức về đây. Ông là Lương Hiếu Nghĩa? Dạ bẩm quan, chính là con. Ông là láng giềng nhà anh Nô đúng không? Dạ con ở sát nhà nó, dạ tình thân như anh em. Dạ, nếu quan muốn biết rõ xin quan hãy hỏi thằng Nô à. Dạ bẩm, ông Nghĩa đây á sống có một mình ở cạnh nhà con, tính tình hiền lành, hai nhà tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ con xem thằng Nô cũng như là con cháu ruột rà vậy đó. Dạ à, miễn mà nó nhờ giúp cái gì đó là cũng sẵn sàng giúp liền à. Ngươi giúp bằng cách nào? Đợi đêm xuống ngươi ra rượu người ta để phá hoại phải không? Dạ dạ, dạ bẩm quan, dạ, dạ quan nói gì con không hiểu à. Dạ bẩm quan, kẻ phá hại ruộng dưa của con á chắc chắn không phải là ông Nghĩa được. Ông ấy tốt với con còn chưa hết, tại sao lại phá con được à? Như bà con đã biết, kẻ gian á dùng thủ sáng ngọn dưa, dẫu hắn có khôn ngoan xóa đi dấu chân, nhưng vết tích trên hưởng hằng chưa phai. Lẽ đó đó, ta mới tịch thu các thủ của dân làng để xem xét. Và ta nói không sai. Lính đâu? Thưa bà con, chén này đựng nước á, rắc ra từ ruộng dưa của anh Nô. Nếm vào có vị đắng, và vị đắng này á cũng có trên lưỡi thủng của anh Nghĩa đây. Vậy là ông này rồi à? Là ông rồi đó. Đúng vậy à? Tại sao ông lại hại tôi như vậy? Tôi đối đãi với ông tốt quá mà, tại sao ông lại hại tôi? Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy à. Ông với cái thằng Nô này là thân tình nhau lắm, mà lại sao xảy ra cớ sự này ta? Đúng là chuyện không thể nào ngờ được ha. Đúng là cái ông này thiệt. Mặt mũi thì hiền lành mà lòng dạ xấu xa. Xin bà con hãy bớt giận đi. Ông Nghĩa. Dạ. Ông có nhận tội không? Dạ bẩm quan, con xin nhận tội. Trời ơi là trời. Ông có biết cái rượu dưa của tôi bỏ biết bao nhiêu công sức không? Tôi đối đãi với ông như cha mẹ tôi mà, tại sao ông lại hại tôi? Tao hận mày, tao ghét mày là tại vì đó mày khi dễ tao. Tuổi của tao là đáng cha đáng chú mày, mà có bao giờ mày coi trọng tao đâu. Ông nói cái gì vậy? Tôi khinh ông hồi nào? Tôi có bao giờ dùng lời lẽ gì nói nặng nói nhẹ ông không? Mày có, mày đừng có chối. Vô. Vô cái đi. Làm hết chung này nữa nghỉ nha. Tao không phải về nữa. Ông về làm gì? Ở đây nhậu đi. Nhậu xỉn về ngủ cho ngon. Thôi, tao nói nghỉ thì nghỉ đi. Đừng có cãi. Tôi không có cãi. Mà uống lưng lửng chỗ nhà này khó chịu lắm. Thà xỉn quắc cần câu mình về mình ngủ ngon lành tới sáng luôn. Ơi, nhậu mà tới say mềm thì làm gì còn tư chất nữa. Mày có uống rồi mày uống mình đi, tao về. Ê, về làm gì? Ngồi đi uống đi. Tôi còn nguyên cái ruộng dưa ngoài kia, tôi còn ngồi đây uống với ông nè. Ông về làm gì? Ông bận cái gì? Tôi nói thẳng ông biết. Giờ ông chỉ có bận cái quần đùi đây đó, chứ bận cái gì mà bận. Trời ơi, mày sai rồi đó Nô. Trước khi nói á phải uống lưỡi trước, chứ không phải ỷ sai rồi muốn nói gì nói đâu nghe. Nó không biết rồi. Ông nhậu thì rồi, nhậu với cái ngưỡng này tôi khó chịu lắm. Uống với mấy đằng yêu bóng vía bất chán. Lần sau ông mà rủ tôi nhậu, tôi chửi cha ông luôn. Khổ mày. Thôi rồi đó, rượu vào lời bậy bắt đầu ra rồi đó. Tôi không có bậy, tôi là tôi chửi thẳng rồi.
cái ruộng dưa của tôi đang kết quả ngoài kia. Tôi còn không lo, tôi ngồi đây tôi nhậu với ông. Ông coi thằng nô này đã gì, buông đi nhậu, vui sách đít đi. Dạ. Ông lần sau mà qua đây xin xỏ đồ tôi, tôi chửi trong mặt lúc đó đừng có nói sao tôi hổng à. Nga. Trời ơi, mày sai quá rồi, mày quá đáng đó nghe nô. Quá đáng gì? Thằng nào xin đợt này 10 trái về ủ mập, thằng nào bây giờ chối à? Mày hèn quá vậy. Đất nô mày. Mày nô nô vậy? Tôi không phải chó mà kêu nô. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Ông có biết trồng mấy cái ruộng dưa dãi nắng và mưa mệt lắm không? Mà ông biết cái khỉ gì, suốt ngày ông long nhong, ông chơi với mấy con cát xào xào giống cái mặt ông vậy đó. Ông thử bước ra, ông làm một ruộng dưa tôi coi coi, tôi đi bằng đâu. Còn bây giờ muốn về về đi, mệt, ngủ. Bình thường thì không có chuyện, mà hễ uống rượu vô á, nó coi tôi chẳng có ra gì, nó còn xúc phạm tới mồ mả ông bà nữa chứ. Tôi nhịn nó nhiều lắm rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Những lời đó là rượu nói, chứ tôi không bao giờ. Tôi thường hay xúc phạm ông đâu, nhưng chuyện như vậy ông cũng để trong lòng, rồi ông hại tôi. Tôi coi ông như cha tôi mà. Thường thường đó, người ta nói đó, những người sai đó lúc đó mới là nói thật đó mày. Tao biết, tao biết trong bụng của mày khinh khi tao. Tao phá ruộng dừa đó để coi mày còn khoác lác được bao lâu. Im miệng đi Lương Hiếu Nghĩa nè. Chỉ vì á hiềm khích nhỏ mà em đem lòng á để hãm hại người khác, thật là đồ tiểu nhân. Ta phạt ngươi 30 hèo để chừa cái thối nhằm hại người khác, đồng thời á phải đền quả lợi ruộng dưa cho nô gấp 2 lần những gì ngươi phá hoài. Còn anh nô kia uống rượu mà biết giữ gìn, tổn hại đến chuyện người khác, ta phạt ngươi 1 năm á không được đụng đến dọn rượu nào hết. Lên đi. Thi hành. Đúng vậy mới vừa cái ảnh á. Thank you.
vô nè. Vô, vô, vô. Xe nè. Dừng lại. Cái ông già kia đã mù còn điếc hay sao? Tôi la muốn rát cái cổ họng đây nè. Bộ điếc hay sao mà còn xăm xăm vô cái xe tôi? Xem tí nữa đổ cái xe đồ của tôi rồi. Ông có đền được không chứ? Anh kia, đã nói ông ta mù, làm sao mà thấy đường né? Anh sáng mắt sao không né? Lại xong vào ông ta rồi còn nói rằng chuyện này có liên quan gì tới người chứ? Lo chuyện của mình đi. Giữa đường thấy chuyện bất bình thì tôi nói. Hơn nữa ông già đáng tuổi cha chú, sao lại ăn nói hỗn hào? Có đáng hay không? Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Lỗi, lỗi cho tôi mà, lỗi cho tôi mà. Đó, ông già đã tự nhận lỗi của mình rồi đó. Đã mù còn đi lãng chạng loạn chạng, có ngày mất bạn đó nghe ông già. Anh ngạo mạn vừa thôi. Ở đây á, ai cũng thấy anh là người có lỗi trước hết á. Nếu anh không nhận lỗi với ông già thì anh không yên đâu. Mày là ai mà lớn láo vậy chứ? Tôi chỉ là người bán dầu, nhưng tôi biết phân biệt thiệt hơn. Ai mà càng quấy á thì tôi không để nữa. Bây giờ tôi nói lại, nếu anh không nhận lỗi với ông già thì đừng hòng đi khỏi chỗ này. Thôi ông già bỏ qua cho tôi nha. Thôi thôi được rồi, bỏ qua đi 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 đi. Thì tôi đi được chứ? Tránh được không? Chưa đi được. Chuyện gì nữa đây? Kể từ lúc này, mỗi lần chuyển hàng qua chỗ này nhớ đi chậm lại cho bà con nhờ nghe chưa? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đi từ từ. Được rồi. Tôi đi à, tránh vô. Cảm ơn cậu trai trẻ nha. Cậu còn trẻ mà có tính nghĩa hiệp ghê á. Lúc nãy mà không có cậu tôi không biết làm sao nữa đây. Có gì đâu ông. Ông không thấy đường á thì đi lại cẩn thận chút. Giờ ông đi đâu? Nếu mà chưa định thần á thì ông ngồi nghỉ tí xíu rồi đi nha. Ông muốn uống nước đi. Cảm ơn cậu. Ông ơi, ông đợi chút xíu đi. Con bán xong chỗ dầu này rồi con dẫn ông đi cho tiện. Được, được, ông đi một mình được mà. Cảm ơn con nha. Vậy, ông đi cẩn thận nha ông. Ờ. Trời ơi, tiền của tôi đâu hết rồi? Tiền ở đâu mà mất vậy? Chú em nè, tiền để đâu vậy? Nhỏ mua dầu nãy nó có vụ em không? Hay là cô hồi nãy nói chuyện với em? Cô lấy. Ờ, đúng rồi đó. Chết rồi. Trời ơi. Vô ly của tôi. Chú. Đây nè, để con cháu tôi nó thực lại cho chú coi ai lấy tiền của chú nó biết đó. Con, làm đi con. À rồi, biết rồi, biết rồi. Ông già mù. Ông mù sao không cắt được? Chứ ông không thấy hả? Thằng nhỏ nó ngồi bên kia, nó thấy mà nó còn học lại cái bộ họ giống như ông mù 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 hả? Nhiều khi ông để xe ông lấy gì sao? Thôi đi, ông già mù đúng rồi. Nó ông nhỏ nó đâu không biết nói sao. Ông mù, đứng lại. Hãy subscribe.
Có chuyện gì vậy mọi người? Ông già Mù, ông mới vừa ăn cắp tiền của anh bá giàu không? Mọi người đừng nghi quan cho ông già, tôi không tin đâu. Có người thấy ông thò tay vô lấy tiền của ông bán dầu. Trời ơi, tôi mù lòa, thấy đường đâu mà thò tay lấy tiền. Mọi người đừng có nghi quan cho tôi mà. Không lẽ thằng bé nó bịa chuyện không hả? Đi thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ. Thằng bé nó đâu có nói sai đâu. Cậu bán dầu à, cậu tin tôi đi. Tôi tật nguyền, túng thiếu, nhưng tôi không có làm cái chuyện đó đâu. Lại nữa lúc nãy cậu là người ơn của tôi mà. Tôi tin ông không làm như vậy. Thôi ông đi đi. Ủa sao tin người quá vậy? Cậu phải làm cho ra rẻ chứ. Thôi để ông ta đi đi. Tôi tin ông ta không làm chuyện đó đâu. Đi đi ông già. Mọi người đừng có ngờ quan cho tôi. Tiền này là tiền tôi đi xin từ sáng tới giờ. Không lẽ có một mình anh bán dầu là có tiền sao? Đúng rồi. Tên tiền á đâu có ghi tên đâu, biết của ai. Đó, bây giờ anh bán dầu tính sao đây? Thôi, bây giờ mình nên quan đi, biết rõ trắng đen à. Ai á, có quan thì giải, ai có tội á, thì đền. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, quan đây, lên quan đây, lên quan đây. Tôi không có tội mà, tôi đâu có tội. Dạ trăm ngàn lại quan. Dạ tôi già cả mù lòa, đi mà còn phải nhờ cái gậy này nó chỉ đường, thì làm sao mà biết cái túi tiền của anh bán dầu ở đâu mà tôi trộm cắp chứ. Dạ xin quan thương tình soi xét cho con, để giải quan cho ba đời dòng họ con khỏi bị ô uế. Dạ bẩm quan, thực tình thì con cũng không nghi ngờ ông lão lấy tiền của con. Nhưng mà chính thằng bé đã nói là ông thấy ông ta lấy tiền, và những đồng tiền rơi ra từ ông lão cũng hao hao giống những đồng tiền của con vừa thu về. Thưa quan. Dạ bẩm quan, tiền này là tiền của con dành dụm đi xin ăn từ đồng từ các dành dụm mấy lâu nay. Dạ con vô tình rớt ra mấy đồng, trong khi vô tình anh này con báo là mất tiền. Thành ra bà con cô bác nói là tiền này là tiền của anh bán dầu. Dạ quan cho con lắm mà. Tên mấy dầu kia, ngươi căn cứ vào đâu quả quyết tiền này là của ngươi đã bị mất cắp? Dạ thưa quan, con không dám quả quyết, nhưng mà có một sự trùng hợp kỳ dị nên mọi người bán tín bán nghi, nhờ quan phân xử. Ông lão. Dạ. Tiền của ông đâu? Dạ bẩm quan, tiền của con đây. Linh. Dạ. Để ta xem. Theo như lời tường trình của hai bên, tiền của anh bán dầu á là người mua dầu trả cho anh. Thì lúc đông dầu á, chắc chắn bàn tay anh bán dầu hiếm dầu, nên tiền này á sẽ những vết dầu in trên đây, điều đó không tránh khỏi. Còn tiền của lão già mù này dành dụng cứ giữ trong túi sẽ sạch trơn, không một vết tiền. Số tiền này á chỉ một cách thử để phân biệt. Ta sẽ bỏ tiền này vào nước, nếu trên mặt nước á nổi lên những ván dầu thì đây là số tiền của anh bán dầu. Thủ phạm lấy cắp chính là ông già mù này. Còn bằng ngược lại á, số tiền này là của ông già mù. Tất cả mọi người ở đây hãy cùng ta làm chứng. Ta làm như vậy mọi người thấy được không? Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Quan sáng suốt, quan sáng suốt. Vậy quan xử vậy đó đúng là sáng suốt đó. Lên đâu, đem thau nước ra.
Trời ơi, vậy là cái tiền này là đúng của cái thằng bán dầu rồi chứ còn gì nữa. Đúng rồi nó, đúng rồi nó. Hóa ra là thằng nhỏ nói đúng. Ghê quá. Tiền này hả? Chó lẻo. Ăn cắp của hả? Có thằng bán dầu nè. Trời ơi, vậy là đích thị là chứ còn ai. Như vậy là rõ rồi. Số tiền trong túi lão già đích thật á là ăn cắp của anh bán dầu. Tất cả mọi người thấy ông lão già mù, ông muốn chối cãi gì nữa không? Dạ, trăm ngàn lại quan, con trăm ngàn lại quan. Tại vì con nghèo quá, dạ con thấy tiền của anh bán dầu nổi lòng tham nên lấy tiền đó lão này. Dạ, xin quan niệm tình tha thứ, mới phạm tội lần đầu mà tha thứ cho lão. Dạ. Anh bán dầu nhân nghĩa ơi, xin anh thương dùm, thương tình lão, xin dùm lão một tiếng đi anh bán dầu ơi. Dạ bẩm quan, tiền thì con cũng đã lấy lại được, con cũng không muốn truy cứu thêm, mong quan thương tình mà tha cho lão ta. Anh quả thật là nhân từ, nhưng anh giúp người không đúng chỗ là sẽ hại anh. Lão già kia. Dạ. Không giữ ông nhận một tội ăn cắp, bảo phải nhận thêm một tội nữa. Dạ tội gì? Dạ bẩm quan. Dạ. Lại dám xảo trá coi thường mệnh quan triều đình. Dạ dạ, lão chỉ có một tội là lấy tiền của anh bán dầu thôi. Dạ ngoài ra đâu còn tội gì nữa đâu quan. Người mù lò làm sao biết tiền của anh bán dầu để đâu mà lấy cắp, trừ khi giả mù lò che mắt thế gian. Lính đâu? Dạ. Đè ông ta ra, đánh được khi nào sáng mắt. Dạ dạ, cho lại quan thả tội cho con. Tội này là tội nặng lắm thế gian. Dạ bẩm quan, thôi tôi đừng đánh nữa, con khai. Dừng tay. Con nói con khai. Dạ bẩm quan, thật tình là con không có bệnh hoạn, không có đuôi mù gì hết á. Con chỉ giả bộ bị mù thôi để cho người ta không đề phòng. Rồi con ăn cắp đồ đạc của người ta. Dạ xin quan tha tội cho con. Quan ơi quan. Vậy con ờ mà mắt tí cho tin thiệt á. Hôm qua mà anh ai thường thường chín rồi nghe con. Nó nói nghe nha, dặn con nghe không, con không có được hái ăn nghe không. Để nguyên buồn nè ngoại đi đốn ra cho chợ bán với chị mua gạo, bà cháu mình nó cơm ăn nha con. Con không có được ăn nha không. Ừ giỏi lắm. Thôi vô tí tí, thôi vô vợ nội nấu khoai cho con ăn nha. Đi
Có chuyện chi mà các người là võng lộng đoàn người là rầm rầm kéo đến đây vậy? Dạ, tụi tôi là gia nhân nhà bá hộ Hiềm sai đến đây. Ngày mai là lễ thượng thọ của bá hộ, cho nên là tôi đến đây để mời quan nội tán đến dự. Có vậy thôi mà cũng rần rần vậy ha. Được rồi, đi về đi, tôi sẽ bẩm báo lại với quan sau. Dạ, tôi dân lệnh của bá hộ, khi nào mà mời quan được á thì mới thôi. Cái gì? Mấy người giỡn mặt hả? Đây là tư dinh của quan chứ phải cái chợ đâu, muốn đi là đi, muốn ở là ở. Dạ, tôi nào có dám giỡn mặt đâu. Thì tôi tuân lệnh ông bá hộ mời quan đến, nếu không tôi bị trừng phạt đó. Xin anh lính bẩm lại với quan giùm, chứ tôi là người ăn cái ở, sai đâu làm đó à. Được rồi, vậy thì mấy người á lùi về chợ mà tá túc một đêm, ngày mai quay lại. Chứ đâu thể nào mà ở lại đây làm náo loạn cái tư dinh của quan được. Vậy thôi, có gì anh bẩm lại với quan lớn giùm một tiếng, tôi xin đa tạ. Đi tụi bay. Đúng là bọn trọc phú dư tiền lắm của, đi đâu cũng rầm rầm rộ rộ như cái chợ à. Bà không đi chợ mà bà ngồi bà nhìn trời nhìn đất vậy? Chợ tan hết rồi kìa. Có còn gì nữa đâu mà đi chợ hả cô? Ủa, bà nói cái gì tôi không có hiểu. Mà làm gì bà âu sầu vậy? Bà cháu tôi nó nghèo mà còn mắc cái eo nữa cô. Cô biết nhà có bồ chuối, trong hôm rày chờ cho nó chín, đốn đem chợ bán để mà lấy tiền đổi gạo. Vậy mà cái quân bất lương á, nó nở đốt mất rồi. Nè, con thấy không? Nó khóc sưng mắt, nó tiếc cái buồn chuối, mà dỗ nó hoài mà nó cũng chịu nín. Trời ơi, sao cái quân gì mà ác nhân sát đức vậy? Hai bà cháu có buồn chuối à, mà nó cũng nở lòng nào nó lấy nữa. Trời ơi, nhưng mà bà có nghi ai không? Một mất mười ngờ, chẳng biết ai đâu mà nghi. Thật ơi, nó lấy hồi nào á, tôi còn không biết nữa hả. Sáng này ra cô, nhỏ nè, nó biết mất. Ơi, tội nghiệp. Ôi trời ơi, tôi khổ mà tôi thấy bà cháu bà. Thôi nè, bà lấy đỡ mấy cái củ khoai này nè, trưa bà luộc cho thằng tí nó ăn đi. Tôi không có lấy đâu, thím cũng nghèo mà. Nhà thím á, có mấy người ăn đang chờ. Giờ thím cho tôi á, tụi nhỏ ở bên, nó lấy cái gì nó ăn. Trời ơi, thiệt là chịu không thấu á. Người đâu mà có cái giống á, ác nhân tắc đức quá vậy? Hay là bà lên quan nhờ tra xét đi. May ra bà lấy lại được buồn chuối. Mà chính á, là bà bắt được cái tên trộm chuối tắc nhân đó đó. Có buồn chuối mà kiện thưa gì cô? Ai người ta xử cho mình? Biết đâu được. Trời ơi, tôi nghe quan đăng á, thương dân mà lo lắng cho dân dữ lắm. Từ việc lớn á, đến việc nhỏ đều phân xử cho dân. Có được không? Trời ơi, bà cứ đi theo nghe lời tôi đi. Đi lên quan đi. Bà bỏ qua cái vụ đó đó hả? Nó ăn quen mà nó làm không có quen. Rồi dân làng mình á, làm sao mà sống nổi?
đi, bà nghe lời tôi, bà đi lên đó kiện tên Quang đi. Hả? Ờ, may ra đó Quang còn lôi cổ được cái thằng ăn trộm chuối của bà, mà dân làng á hả còn cạch mặt được nó ra. Đi, bà đi theo tôi, bà đi lên đi. Bà chờ tôi chút nha. Lấy nón đi. Mau lẹ. Đi con, đứng lên đi con. Đi con. Ủa? Đi bà ơi, đã nghèo mà còn á hả mắc cái eo nữa. Chú Lính ơi, chú Lính cho tôi vô gặp Quang đi. Bà gặp ngài để làm gì? Trời ơi, tôi có chuyện nhờ Quang xét xử. Bà có Quang ớt gì? Không phải tôi, mà là bà này nè, bà nói đi. Ừ. Thôi, để tôi nói luôn cho. Bà thì là có một cái mùn chuối mà bà bị người ta lấy trộm. Giờ tôi tính lên nói á, Quang á xét xử giùm cho bà. Đáng tiếc cho hai bà, Quang vừa mới lên nhà bá Hộ Hiềm dự tiệc thượng thọ rồi, tối mới về. Có gì mai tới. Ủa mà đi lâu mau rồi chú. Mới vừa đi. Vậy hả? Vậy tôi với bà rượt theo đi lên trình báo ổng đi. Vậy thôi đi mà. Thôi cái gì trời ơi, Quang ớt mà thôi. Đi. Dạ bẩm Quan, con có chuyện xin Quan xét xử giùm. Bà kia, bà điên hay sao? Tại sao dám chặn đường Quan? Muốn xét xử gì thì lên con đường quét. Đi ra, tránh ra, tránh ra, dừng ra đây. Người lấy được cách gì mà lớn tiếng dân làng? Lui ra mau. Thưa hai bà, có chuyện gì mà hai bà tìm đến tôi? Dạ, không phải chuyện của con, chuyện của bà thím này. Nhưng mà con thấy bất bình á, con xin lại Quan à xét xử giùm bà cháu họ. Dạ bẩm Quan. Bẩm Quan. Nè thôi. Dạ nè. Dạ bẩm Quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Chẳng hay có việc gì mà bà cậy đến ta vậy? Dạ bẩm Quan, nhà con có hai bà cháu hữu hỷ sống với nhau cho qua ngày. Còn thằng con á đi làm ăn xa, trong sự mưu sinh chỉ dọn dẹn có một mùn chuối à, chờ ngày chín á mang ra chợ đổi gạo ăn. Không về trái vừa hùm hùm chưa kịp chín thì bị kẻ trộm nó lấy cắp. Ba Quan ơi, kính nhờ Quan đèn trời soi xét bắt kẻ bất lương trả lại mùn chuối cho con. Cái gì? Bà mất một mùn chuối à mà cũng dám phiền tới Quan hả? Nè tụi bay có nghe rõ không? Bà mất có một mùn chuối à, tao tưởng nó mất mấy sào đất á. Im. Còn con tên gì? Dạ con tên Tới. Sao mắt con sưng đỏ vậy? Con khóc hả? Dạ bẩm Quan, thằng nhỏ nó tiếc con có buồn chuối mà nó khóc tới sưng cả mắt vậy đó Quan. Giờ Quan xét xử giùm Quan. Dạ, tội nghiệp thằng cháu nhỏ của tôi, nó thèm thuồng mà nó không có dám mó tới. Nó còn nghe lời bà để nguyên buồn để mà đi đổi gạo đó Quan. Dạ. Vậy mà nỡ lòng nào cái quân đất dân ác đức nó lấy mất rồi Quan ơi. Dạ bẩm Quan, chúng ta lên đường kẻo trễ, ông nói là con phải đưa Quan về kịp, phải trước giờ thình đó Quan. Ngươi không thấy có người đang nhờ ta, đang tra xét sao? Nhưng mà Quan ơi, một buồn chuối à có giá đáng gì đâu. Hay là Quan lấy tiền Quan cho bả mua buồn chuối khác. Chứ hôm nay là lễ thượng thọ của ông của con, Quan tranh thủ lên đi, mọi người đang chờ Quan đó Quan. Bản chất là phụ mẫu chi dân, đã mang trọng trách của triều đình để lo cho dân cuộc sống yên lành thì tất nhiên phải đặt điều đó lên trên hết. Lễ thượng thọ của bá hộ á, dẫn ta vẫn rôm rã đông người,
Còn bà lão và đứa nhỏ này, ngươi hãy nhìn đi, bù chuối chẳng đáng là bao. Dù đó là cuộc sống của hai người, ta nói đến đây chắc ngươi đã hiểu rồi đó, và phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Dạ bấm qua. Ngươi về báo với bá hộ á, quan bận việc không đến dự được. Khi nào xét xử vụ án xong, ta sẽ thăm hỏi sau. Còn nếu bị bắt tội á, ta sẽ nói một câu cho ngươi. Ngươi hãy về đi. Còn hai bà cháu, hãy cùng ta trở về công đường để mở phiên tòa tra xét. Dạ, dạ đội ơn quan, đội ơn quan. Dạ, đội ơn quan, dạ đội ơn quan. Nhưng quan. Kỳ vậy mày? Quan nói quan đi dự tiệc nhà bá hộ Hiềm, giờ ổng không đi xử cái vụ trộm chuối, sao không xử đi rồi kêu cái đám thanh niên này ra đây cút đất làm gì? Có gì đâu khó hiểu. Tao nói mày nghe, quan làm cái chuyện gì á là cũng có cái lý của quan hết. À, quan đâu có ở không đâu mà làm ba cái chuyện vô lý, đúng không? Mà tao thấy á nghe, có chuyện đắp đê này á cũng kỳ kỳ lạ lạ làm sao mày? Mày nịnh không à? Thì tao thấy cái vụ mà trộm chuối với cút đất đắp đê không liên dính dáng gì trơn, tao mới hỏi mày nè. Mày hỏi tao? Tao biết hỏi ai? Tao tưởng mày biết hơn tao, ai về đó mày cũng ngu y chang tao à. Thì tao ngu tao mới làm lính như mày nè, tao khôn tao làm quan rồi. Đi đi, lao không suốt nè. Trời đã đứng bóng rồi, các đương thấm mệt rồi. Thôi nghỉ tay đi, lính đâu? Đem chào đãi mọi người. Đây con, à, cho ông hỏi một câu nè, bù chuối bị cắt như thế nào? Dạ, bé khóc vì đau. Bé giỏi lắm. Nè, nước mắt của chuối á màu gì? Đau trắng đục. Đó là mũ chuối chứ không phải nước mắt chuối. Để ông dạy con biết thêm một điều nha. Khi con chặt bù chuối ra đó thì trên tay của con á dính mũ chuối. Khi con về nhà có rửa sạch cỡ nào cũng không hết. Chắc chắn tên trộm mùi chuối đêm qua của nhà con, trên tay của hắn thì dính vết đen chưa hết đâu. Dạ bẩm quan, tên này trên tay nó có một vết đen giống như là mũ chuối đó quan. Được, đưa hắn vào đây. Dạ.
tên kia. Việc tốt không làm, lo trộm cắp hàng xóm láng giềng, công lao trồng trọt cày qua ngày, móng cho mù chuối đổ qua kết trái, mà ngươi đành tâm trộm cắp mù chuối của hai bà cháu này trên tay của ngươi, bằng chứng còn ranh rành đó. Lính nào? Dạ. Đưa tay hắn ra, đánh được người nào nhận tội. Đưa tay lên, đưa tay lên, đưa lên, đưa cao lên nữa. Ăn cắp nè, đưa tay kia lên, đưa tay kia, đưa cao lên, cao nữa. Trừ không hả? Đưa hai tay lên hả? Có tội ăn cắp phải không? Đưa tay lên, hai tay luôn, cao lên nữa. Ăn cắp hả? Con biết tội con rồi, xin quan tha tội cho con. Thanh niên trai tráng, lưng dài chai rộng, không lo làm ăn nuôi trí lớn, chỉ biết dòm ngó trộm cắp, thật là đáng xấu hổ. Này ngươi, ngươi có thấy hổ thẹn như đứa bé này không? Tên kia, ta phạt ngươi phải đền lại bùn chuối khác cho hai bà cháu. Dạ, con biết tội con rồi, xin quan tha tội cho con. Người mà ngươi muốn xin tha lỗi không phải là ta, là hai bà cháu này. Bà tha tội cho con đi bà. Con ơi, tha lỗi cho chú được con. Dạ, con mời bà chủ uống thuốc. Bà chủ đợi ông chủ về hả bà chủ? Sao bây giờ ông chủ còn chưa về nữa? Ta lo quá à. Không biết có chuyện gì sắp sửa xảy ra hay không nữa. Dạ, không có sao đâu bà chủ. Bà chủ đừng có lo. Tại vì bà chủ đang bệnh nè, rồi lại thiếu ngủ nữa, nên có cảm giác lung tung vậy thôi. Chứ hôm nay thuyền bu nhà ta xuất phát nên ông chủ dẫn các mạnh đi đến miễu rồi làm lễ đãi đàn ăn uống. Chắc là ông chủ uống quá chén nên về trễ vậy thôi. Bà chủ đừng có lo nữa nghe bà chủ. Với lại mà thuyền buôn của chúng ta mà một năm đi biết bao nhiêu chuyến chứ đâu phải đi lần đầu đâu. Ta biết như vậy rồi, nhưng mà lòng ta như lửa đốt, nhưng sắp sửa có cái điều gì. Bà chủ, thôi bà chủ uống thuốc đi, là bà chủ hết lo à. Có khi là bà chủ uống hết thuốc á, là ông chủ về liền luôn á, nha. Ê chết, con xin lỗi bà chủ, con quên là thuốc con mới nấu. Bà chủ có sao không, để con lụm mấy cái miệng. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ. Bà chủ ơi, ông chủ bị người ta hại chết ở ngoài đường làng rồi. Ở gần cái miễu á bà chủ. Bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Hay tin Quang đến, nhưng vì trong người mệt mỏi, gắng gượng mấy lần con mới ngồi dậy được. Để Quang chờ, thiệt là thất lễ. Không sao, bà có thể ngồi tiếp chuyện được mà. Dạ. Bà ngồi đi. Dạ, cảm ơn Quang. Ta nghe người nhà bà báo á, trong nhà bà xảy ra án mạng. Tại sao chồng bà chết, bây giờ bà mới báo Quang? Dạ bẩm Quang, chồng con bị người ta hại chết rồi. Bẩm Quang,
chồng con vắng số nên bị người ta hại chết thê thảm. Nỗi đau này thiệt không thể tả. Con cuối xin quan hãy mau tìm ra thủ phạm để đền mạng cho chồng con. Vậy bà có nghi ai là thủ phạm giết chết chồng bà không? Đúng rồi, chính là hắn, chính là kẻ mắt người dạ thú đã hại chết chồng con. Con xin quan, xin quan hãy dùng cực hình tra khảo để hắn nhận tội. Quan ổn với chồng con lắm. Quan mau 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 đưa bà vào trong mau. Bẩm quan, bà con vì quá đau buồn khi nghe tin ông con mất nên lâm trọng bệnh cả tuần nay. Bà không ăn không uống, nằm khóc suốt trong phòng á. Dạ, chính con là người trình báo lên quan đó. Vậy người bà chủ người vừa nói là ai, người có biết không? Dạ có. Chẳng hay lúc còn tại thế, ông Phú Thương có thù hận hay xích mích với ai không? Kẻ đó là thương gia họ Quách, là một tay cự phú ở vùng này. Hắn ta cũng có đoàn thuyền buôn, không thua gì ông chủ của con. Nhưng luôn nuôi giả tâm, muốn thôn tính hết mối mang làm ăn trong vùng này. Gần đây, kẻ đó còn rêu rao phỉ báng với bạn hàng, như muốn loại trừ ông của con. Rồi sao nữa? Tôi nói tiếp đi. Cái hôm ông con chết, trước lúc làm lễ tại miếu, ông ta cũng có cho người đánh phá và buông lời thách thức hăm dọa. Ông chủ con dĩ hòa dĩ quý nên bỏ qua. Ông Quách gây sự một lúc rồi ông chán bỏ đi, nhưng còn quay lại buông lời độc địa lắm. Rồi rồi sau đó thì sao? Dạ, dạ vì bực bội cho nên ông con uống hơi nhiều rượu. Rồi đến tối, sau khi cắt mạnh ra khơi, rồi ông con mới về. Ông ta đi một mình à? Dạ, lúc đó con còn ở lại với cắt mạnh để kiểm hàng. Ông kêu đau đầu nên ông về trước. Dạ, dạ, một lát sau rồi con mới về. Thì mới bắt gặp ông nằm chết giữa đường, đã tắt thở rồi. Ông của con chết oan ức lắm Hoàng ơi. Vì cắt mạnh đi khi nào mới trở về? Dạ khoảng chừng một tháng. Thôi, ta đã hỏi xong, để ta gặp thư gia Quách xét kỹ chuyện này. Ngươi nói chủ nhà đó, ta xin cáo từ. Dạ, dạ. Ta thấy thiệt tội nghiệp cho người vợ, còn trẻ đẹp như vậy á mà trở thành quá phụ rồi. Vậy chứ ngươi có thấy đôi gò má bà ta cao không? Sao? Đó là cái số sát phu, có chạy trời cũng thoát khỏi nữa. Thiệt vậy hả? Ừ, thiệt là tội nghiệp cho ông thương gia đó. Lấy vợ mà không coi tướng, để là phải chết yểu. Hai người à, đừng có tàm xàm nữa. Ngươi nè. Dạ. Ngươi cầm cái trác này á, mời ông Quách đến Tư Vinh để ta tra hỏi. Dạ. Còn ngươi. Dạ. Ngươi thăm dò khi nào thuyền buôn của thương gia Phong trở về, tập hợp tất cả mọi người để ta tra xét. Ông Phong đó chết thì liên quan gì đến chồng của tôi? Ông lẽ mấy người nghi ngờ chồng tôi là thủ phạm giết người hả? Quan lớn triều đình gì mà hàm hồ quá vậy? Nói phải có sách mắt, phải có chứng chứ. Trời.
trời đất ơi, nghi ngờ lung tung rồi tùy tiện bắt người, rồi mặt mũi nào mà chồng tôi làm ăn được nữa. Dạ dạ, dạ bẩm quan, bà đây là vợ của thương gia Quách, khi con đến mời ông thì bà ấy nhất quyết đòi đi theo. Ông này là quan huyện Nguyễn Khoa Đăng đây hả? Nghe đồn ngài là người có tài xử án như thần, sao bây giờ lại tùy tiện bắt chồng tôi vậy? Bà kia, đây không phải nhà của bà, tự nhiên vô cớ đến này hầm hồ gây sự, bà muốn chết hả? Bà nên nhớ, quan lớn chỉ cho đòi chồng bà đến đây để hỏi gì vụ việc án mạng vừa mới xảy ra, chứ không có đòi bà mà bà đến đây to tiếng. Tôi là vợ của ông Quách, các người đòi chồng tôi đến đây thì tôi có quyền đi theo, để biết coi các người đòi chồng tôi đến đây để làm gì, rủi mấy người ăn tiền bên kia rồi dùng nhục hình ép cung chồng tôi thì sao? Hỗn láo! Bà tưởng đây là đâu mà ăn nói hoàng xi như vậy hả? Bà mà còn xúc phạm quan trên triều đình là bị khép vào tội gây rối, phạt 20 heo, đuổi ra ngoài ngay lập tức đi chưa? Trời ơi, ông nói đi, sao ông không nói gì hết vậy? Ông nói là ông vô tội đi, ông không có giết người đi, nói đi. Ông Quách, nghe ta hỏi, có phải ngày 5 giờ thìn ông đến gây rối tại lễ xuất bến của mành ông Phong, có đúng không? Dạ, bẩm quan, dạ có. Nhưng mà con chỉ đến để giúp vui thôi, chứ thật sự thì con không có ý gây rối gì hết. Dạ, ông có nhận đã buông lời thách thức hăm dọa trước khi về không? Dạ, thưa quan, cũng có. Nhưng mà rượu vào thì lời ra, nhưng con không dám hại người. Vậy sau đó ông có đi thẳng về nhà không? Dạ con. Dạ bẩm quan, tuân lệnh của quan, con đã điều tra người nhà của ông Quách. Đêm hôm đó ổng không có về nhà. Vậy khi rời lắm lễ ông đi đâu và đi với ai? Nói đi, ông đi đâu với ai? Kêu người đó ra làm chứng là ông vô tội đi. Dạ con đi với... Chính xác là sau khi rời đám lễ, ông chẳng về nhà mà cũng không đi đâu. Dạ không hề rời xa khu vực đó. Ông nấp trên đường chờ cơ hội ra tay sát hại ông Phong, ta nói có đúng không? Dạ bẩm. Nếu như không ai làm chứng là người trộm khác đêm đó, thì đích thị ngươi là nghi phạm vụ án này rồi. Muốn đâu? Dạ mất lại, chờ ta tra xét. Dạ, quan ơi, quan ơi. Ông ơi là ông, thật tình là đêm đó ông đi đâu? Ông làm cái gì? Ông đi đâu với ai? Ông nói đi. Ông đừng có nói với tôi á là những gì quan lớn nói á là đúng như vậy hết nha. Trời ơi, thường ngày á ông mồm mép ba qua như vậy thôi á, chứ tôi biết cái tính của ông á, không bao giờ dám làm những chuyện tài đình như vậy đâu. Đúng mới là thần khẩu hại sát phàm mà. Quan ơi quan, con xin quan á, chồng con vô tội, xin quan hãy xét xử lại, tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu. Ai cầm miệng? Linh, giao ông ta lại. Ông ơi, ông mau nói với quan là ông vô tội đi ông. Ông nói đi, ông đi với ai? Ông ơi, ông nói đi mà ông. Cuối cùng cháy nhà rồi cũng lòi ra mặt chuồng, kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị. Bà đừng quá đau buồn mà tổn hao đến sức khỏe. Ông ơi, cuối cùng quan cũng bắt tên Quách nhận tội rồi ông ơi. Đã đành tội rồi ông ơi. Ông ơi, ông sống khôn thật đi. Ông Quách. Dạ. Ông có biết tội giết người bị xử thế nào không? Mạng đền mạng. Nếu bị giải lên kinh kỳ vậy, ông khó mà thoát khỏi án tử. Dạ, bẩm quan xem xét. Dạ con đâu có giết người. Dạ, dạ ngàn lần con cũng không dám ạ. Ta biết
Nhưng tại sao lúc nãy người của anh co trốn tránh sự thật? Dạ bẩm quan, thiệt tình á, khó mà nói á khi có vợ con đang ở đó. Vậy đêm đó người đi đâu? Sau khi ở miếu về? Dạ bẩm, con đến nhà cô bán chuối ở cuối thôn. Đến rạng sáng hôm sau con mới về nhà. Thì ra là vậy. Chuyện này á, ta tra xét rõ ràng. Nếu người khai gian á, tội sẽ trồng tội. Ông trời á, sẽ không cứu được người đâu. Bây giờ á, ta tha cho người về. Dạ, dạ, dạ. Dạ, nhưng quan làm ơn giữ kín giùm con chuyện này. Lỡ bà vợ con ba biết á, chắc con không sống nổi quá quan ơi. Được rồi, ngươi về gặp vợ ngươi á, muốn nói sao thì tùy. Để bắt được thủ phạm á, rồi hẳn tính. Dạ, dạ đội ông quan, dạ đội ông quan. Dạ bẩm quan, quan có tin lời hắn nói không? Ta đã cho người bí mật khám nghiệm tử thi, một đồ chí mạng. Đây là cái chết tức tử cho nạn nhân bởi một vật rất nặng và cứng. Thủ phạm ra chuyện này phải có sức lực. Ông Quách đó, không phải là người này. Vậy theo quan, hung khí có thể là cái gì ạ? Đó có thể là cây dầm. Như vậy ý quan muốn nói là hung thủ là một trong những kẻ trên đoàn tàu buôn hay sao? Đúng vậy. Để từ sau á, đoàn buôn Khố Phong trở về, người đón lỏng một bài, triệu tập tất cả mọi người về miếu để ta tra xét. Dạ, tuân lệnh quan. Tính tình dễ sai dễ bảo, là người mà ông Phong thu nạp nuôi từ nhỏ cho đến lớn, thì nó không thể nào hãm hại ông chủ được. Tên kế tiếp là tên Hồ, xuất thân từ dân tứ xứ, phiêu bạc về dưới trướng ông chủ được 5 năm rồi. Ông sinh thời rất trọng dụng nó, vì có tài đón được hướng gió, nó có nhiều khả nghi là thủ phạm. Còn tên cuối cùng là Thường, siêng năng giỏi giắng lại nhanh nhẹn. Chỉ có cái thật là ăn trộm giặc, bị ông bắt mấy lần nhưng ông bỏ qua không đưa lên quan. Tên này thì không phải là lỗi chính nhân quân tử gì. Vậy bây giờ quan tính tra xét thế nào? Còn nghĩ thì cũng mất khá nhiều thì giờ với bọn chúng đó. Tèn ơi. Dạ. Có một điều á, đây ngươi chưa rõ. Thần miếu ở đây rất linh thiêng. Thần miếu đã chứng kiến á, cái ngày ông Phong bị giết. Chắc chắn thần miếu đã nhìn rõ mặt tên sát nhân. Nên ta đã khấn thần miếu xin những sợi dây mất để ngậm vào miệng. Ngươi ngay á, ngậm nước sợi bất này thì không sao, còn kẻ gian ngậm vào, sợi bất này sẽ nở ra dài hơn những người khác. Dạ. Vậy ý của quan là? Ý của ta quá rõ. Tôi không hiểu sao? Dạ con hiểu. Như vậy là bắt mọi đứa phải quỳ trước miếu tới sáng, hôm sau kiểm tra bất đứa nào dài hơn thì kẻ đó là thủ phạm. Giỏi. Giỏi lắm. Dạ.
Nhưng hôm nay á, ta chỉ chuẩn bị có 12 sợi dây bất. 10 sợi á, dành cho 10 tên kia. Một sợi dành làm mẫu để so sánh. Dạ. Còn một sợi dành cho ngươi. Dạ. Ngươi cũng ngậm vào để thị phạm cho bọn chúng. Dạ dạ. À, sẵn tối đêm nay á, ngươi ở lại canh giúp cho dạ. ta luôn cha. Dạ dạ dạ. Bẩm quan dân à. Đây. Dạ. Thank you.
Thần hoàng hiển linh, con xin thần hãy tìm cách giúp con tìm ra hung thủ giết người tại đây. Những nghi phạm đã quỳ trước biểu linh suốt cả đêm, miệng ngậm dây bất. Những sợi dây bất kẻ nào dài hơn sợi bất mẫu trên mâm, đó chính là hung thủ giết ông chủ Phong. Bắt tên quả cha lại cho ta. Sao lại bắt con? Dạ, sao lại bắt con? Sợi bất của con nó ngắn hơn chứ đâu có dài hơn đâu Quang. Người có gian mà không có quan. Thật sự không có thần linh nào bóng bỏng cả. Sợi dây bất cũng không tự dài ra được. Đây chỉ là mẹo nhỏ để ta tìm ra hung thủ giết người. Vì quá lo sợ, người lại lén cắt sợi dây bất để không cho nó dài ra. Có tận giật mình, người đã làm điều ngu xuẩn để mong che mắt mọi người. Quả ta đoán không sai. Quản gia Ninh, người chính là thủ phạm. Người có chịu nhận tội không? Đến đâu? Để hắn ra, đánh khi nào hắn nhận tội thì thôi. Dạ, bẩm quan, con xin nhận tội. Dạ, chính con là kẻ sát hại ông chủ. Đêm đó, ông chủ say khướt, đi không muốn nổi. Con mới lén cầm cây dầm, con theo sau, đánh ông chủ đến tắt thở. Rồi sau đó, con trở lại mạch, cùng với anh em làm việc tiếp. Dạ, rồi chờ một hồi lâu, cho để cho chứng cứ ngoại phạm. Ngồi kỹ lâu rồi cái con mới chạy về báo tin cho bà chủ biết. Dạ. Còn gì nữa? Ngươi chưa nói động cơ giết người là gì? Nói mau. Dạ. Tại sao ngươi giết ông chủ Phong? Có phải ngươi muốn leo lên làm ông chủ phải không? Dạ không. Dạ tôi không bẩm quan. Dạ con. Vậy hoài có ngày ông bắt gặp được là chết đó. Anh tài trí hơn người, chẳng lẽ suốt đời cứ chịu cái kiếp dân dân dạ dạ quầy vậy hay sao? Thì sao ông ấy cũng là chủ mà em. Nhưng mà anh cũng có thể làm chủ được mà. Em đừng có chuyện giỡn vậy nha. Nè, em nói thiệt đó, so về tài trí á thì anh có thua gì ai đâu. Còn ổng á, chẳng qua nhờ có cơ ngơi cha mẹ để lại nên mới được làm chủ. Chứ tài trí ổng thua xa anh. À, anh nhớ không? Có một lần ổng bị lão Quách chơi xấu á, ổng phải nhờ tới anh mới giữ được cơ nghiệp á. Chứ ông thì sạc nghiệp lâu rồi. Ổng có anh á, ổng làm gì được như ngày hôm nay. Ông ta thì có phước có phần. Còn anh không dám mơ tưởng vậy đâu. Nè, chẳng lẽ anh không bao giờ mơ tưởng đến một ngày anh làm chủ cơ ngơi này hay sao? Có bao nhiêu là thuộc hạ, có 10 chiếc thuyền buôn, vợ đẹp như vậy, cái hầu người hạ xung quanh nữa. Anh không nghĩ sao? Chỉ là chuyện diễn với ông thôi em à. Sao diễn với ông được? Anh tài trí hơn người ta mà. Anh... Nhưng mà bằng cách nào?
Nếu tự nhiên ông ta biến mất thì anh trở thành ông chủ cái nhà này. Mọi việc á, có em ở đằng sau hậu thuẫn. Điều quan trọng á, làm sao cho ông ta đi không bao giờ trở lại. Thông minh, thông minh quá à. Em ơi, thông minh quá. Dạ thưa ông chủ mới về. Người đàn bà to lỗi kia, mụ dám to rập với tình nhân để giết hai chồng mình. Mụ chịu nhận tội chưa? Dạ bẩm quan, quan ức cho con lắm quan ơi. Chính ta này rù quến con, xui con phản bội chồng, rồi còn đổ tội cho con. Chứ thật tình tội dân không có hề xúi hắn giết chồng đâu quan ơi. Sao bà lại nói như vậy? Chính bà đã ám thị cho tôi, làm cho hắn biến khỏi thế gian này. Tại sao bà lại lật lọng như vậy? Thì tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, mà không ngờ ngươi nhẫn tâm ra tay sát hại chồng ta như vậy. Nhưng mà bà cũng đồng tình với tôi về chuyện đó mà. Nói láo, ta không có xúi người giết chồng ta. Người đó người láo. Im ngay, khá khen cho hai kẻ gian phu giống phụ, trái nhà mới lộ ra mặt chuột, còn dám đổ tội cho người đã từng thề rõ hẹn ước với mình. Tư cách của hai người làm cho những người có mặt ở đây đều thấy cảm thấy hổ thẹn. Đứng đâu? Dạ. Giam hai tên này vào ngục, sáng mai dẫn lên kinh rồi vô xử tôi. Dạ quan con lắm quan ơi. Thưa bà con, vụ án giết người đã được phơi bày trước ánh sáng. Bản chức đã tra xét, đưa hai thủ phạm ra trước công lý trừng trị, mới thấy lưới trời lồng lộng thì thưa mà khó thoát. Kẻ gian manh hiểm ác đến cỡ nào, cuối cùng phải quỳ trước bàn chân để chịu tội. Ngày xưa có ông già Trần nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một đứa con trai. Đứa con trai vốn người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, ông lấy làm buồn phiền, sợ của cải của mình sẽ có ngày đội nón mà đi. Nghĩ vậy, ông cất công đi tìm cho con trai một người vợ khôn ngoan đảm đang, may ra ngăn chặn được thằng chồng và bảo vệ cơ nghiệp của ông. Tôi nhớ mấy trái ông cao quá, tôi nhớ mấy trái. Dạ, mấy trái chín á, tụi nhỏ nó hái hết rồi. Bây giờ còn trái xanh không à? Bà đem về nhà ít bữa nữa nó chín nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha, bà về nha. Ông là người từ xa tới hả? Phải. Ông mệt và khát nước lắm đúng không? Con mời ông ăn khế nha. Cảm ơn cô gái, ta không ăn. Ta chỉ muốn tìm mua hai vật. Chẳng hay cô gái giúp ta được không? Ông cần mua hai vật gì? Một nắm gió, một bó lửa.
Đây là nắm gió. Đây là bó lửa mà ông cần. Thấy cô gái là người có đủ đức hạnh, khôn ngoan, đảm đang hiếm có, nên ông quyết định trở về nhà sắm sửa lễ hỏi cho con trai làm vợ. Nhưng từ ngày có vợ, con trai ông lại càng thêm liêu lỏng, thường bỏ nhà đàn đúm với bọn vô lại, lâu lâu lại trộm tiền của ông tung vào cuộc đỏ đen. Dần dần ông buồn phiền thành bệnh. Trước khi chết, ông kêu con dâu đến dặn dò. Này, cha gần đất xa trời, chồng con nó là cái thằng phá gia chi tử. Cơ nghiệp này chỉ còn lại một sớm một chiều mà thôi. Cha thương cho con xấu số. Từ lâu cha làm ăn, cha dành dụm được một hũ vàng, cha chôn ở sau giường. Con nhớ đừng cho chồng con biết. Nếu sau này chồng con nó thật sự ăn năn hối cải thì con hãy đem ra giúp nó làm lại cuộc đời. Nhớ, nhớ lời cha ơi. Đứa con trai sau khi cha qua đời lại càng chơi bời mặt sức. Người vợ khuyên lơn cầu khẩn hắn cũng chẳng nghe, lại còn phủ phàng với vợ. Nhiều lần vì cản trở hắn đánh đập vợ không tiếc tay. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay á, tôi từ cô. Cô muốn làm gì thì làm, tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Giấy tờ tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ là cô người tự do rồi đó, muốn làm gì thì làm. Người con dâu họ Trần sau khi bị chồng đuổi xua từ bỏ, nàng đổi họ thay tên, tìm đến một trấn mở một ngôi hàng nước. Chị ơi, nói buồn quá à. Em ráng đợi chút để chị xin người ta xem bánh nha. Cô chú ơi, em con nó đói quá, cho con xin cái bánh nha. À, em ơi. Con không vậy? Em ơi. Cô ơi, em con nó đói quá, nó xỉu quá. Cô có bị sao vậy? Lấy cái bánh đi chị. Con cá nhà ai mà để đói khác vậy? Con sao vậy? Sao con? Tội quá. Sao hai con nhà? Nhà ở đâu mà sao lại lang thang rách rưới như vậy? Cha mẹ hai con đâu? Không.
nàng tập tành buôn bán hàng sắm. Số vốn của nàng ngày càng lớn ra. Vì cần kiệm chí thú làm ăn, chẳng bao lâu nàng trở nên giàu có, nổi tiếng trong trấn. Phương Thiếu Thời. Phương Thiếu Thời. Thân sư hữu. Thân sư hữu. Tập lễ nghi. Tập lễ nghi. Thiếu ư thân. Thiếu ư thân. Sở đương chấp. Sở đương chấp. Dung tứ tế. Dung tứ tế. Ngươi hãy cố gắng tìm được người này cho ta. Bà chủ, cho bác nước chè. Dạ dạ. Chị cho tôi hỏi, có thấy người này không? Này tôi không biết, lạ lắm. Cảm ơn. Xin ông xin bà cho tôi ít tiền. Xin bà, xin ông bố thí cho tôi ít tiền, tôi sống qua ngày. Xin ông bố thí cho tôi ít đồ ăn đi. Chàng ra. Ông thích ăn mày gớm ghiếc. Tao đang bực mình, đừng có làng sàng trước mặt tao nha. Hả? Lưng dài vai rộng, không chịu đi làm. Ông mày không biết nhục sao? Bà chủ, tính tiền. Ăn cũng ngon lành gì hết. Năm ấy, hạn hán kéo dài, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Giá gạo lên dùng dục, ngoài đường ăn xin kéo đi cả đoàn, thật là thê lương. Tôi đã xin phép quan trên để phát phần gạo này cho mọi người. Xin nhận ngay đây tấm lòng của tôi. Để con phụ mày nha. Con qua đây phụ mẹ. Ông này, sao lại giống như vậy? Dạ, uống dạ. Chết hả? Gái Út,
Xin lỗi chú, nhưng mà hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hãy đến. Trời đất ơi, chú đợi từ nãy tới giờ á, mà nói thiệt cái cháu hôm qua giờ á, chú chưa có ăn gì hết á, bây giờ chú đang đói bụng lắm. Con nói hết gạo vậy á thì tội cho chú lắm. Làm ơn bố thí cho chú một ít gạo đi. Cháu cũng thấy tội cho chú, nhưng mà bây giờ chú thấy không còn một hạt gạo nào hết á. Mai chú đến sớm đi, cháu sẽ đông bù cho chú. Nên lần lượt đến đây nhận, nhưng vì hôm qua hết gạo nên người đứng cuối cùng sẽ bị thiệt thòi. Mẹ con dặn là phải phát từ dưới trở lên, vậy người cuối cùng sẽ được nhận gạo đầu tiên. Vậy là sao? Lỗi chú, bây giờ hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hay đến. Hết gạo là sao? Sao cứ tới chú là hết gạo vậy? Không lẽ số chú đen đủ vậy sao? Con có biết là chú đã cố tình tới đây thật sớm để được đứng hàng đầu tiên, vậy mà bây giờ con lại phát gạo từ dưới lên. Sao con đối xử với chú như vậy hả con? Dạ con cũng biết, đây là ý của mẹ con phải làm theo. Con không nhớ mặt chú hả? Chú là cái người hôm qua đứng ở hàng cuối cùng nè. Hôm qua đã không được cái hạt gạo nào hết, hôm nay cũng không được cái gì, sao mà chú về được? Từ hôm qua giờ chú không ăn gì hết đó, chú đói bụng lắm. Bây giờ chú năn nỉ con á, bây giờ con vô nhà con coi có cái gì cho chú ăn lót dạ không, chứ chú đói lắm rồi. Dạ chú chờ con một chút. Mẹ ơi, con thấy tội nghiệp ông ta quá à. Mẹ đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi, con cứ ra nói với ông ấy là nhà ta không còn gì để cho. Nói ông ấy muốn có gạo thì ngày mai hãy đến xếp hàng. Nhưng mẹ ơi, con cứ làm theo lời mẹ đi. Dạ. Sao rồi con? Dạ mẹ con bảo ngày mai chú hay đến, bây giờ nhà con không còn cái gì để cho chú hết. À, chú nhờ con cái này được không? Con có biết là ngày mai á là nhà mình sẽ phát gạo á, từ đầu hàng hay là cuối hàng vậy con? Dạ con cũng không biết nữa. Có lẽ anh ta đã mất kiên nhẫn và bỏ cuộc giữa chừng. Đúng là tính nào tật nấy, không thay đổi. Có phải mình đã đối xử quá hà khắc với chồng mình chăng?
Nhưng thử thách này anh ta không vượt qua được thì mình cũng không tiếc làm gì. Bà con cô bác, hôm nay là ngày thứ ba gia đình con phát gạo cứu bà con qua cơn ngặt nghèo. Với số lượng gạo có hạn mà mọi người thì đến đông, bù lại hai ngày qua, hôm nay mẹ con dặn dò sẽ phát hai đầu hàng. Người xếp cuối cùng và đầu hàng sẽ được phát một lúc. Kỳ vậy? Sao cứ mỗi lần tới tôi là hết gạo vậy? Hả? Mọi người ai cũng có phần hết, tại sao tôi không có? Ông trời đây muốn chơi người tôi đúng không? Ông muốn tôi chết ông mới vừa làm phải không? Tôi không cần nữa. Tôi không cần mấy người thương hại tôi đâu. Tôi chết cho mấy người coi, tôi chết cho ông trời coi nè. À! À! Chú có sao không vậy? À! Con hỏi là chú có biết làm việc gì không? Việc hả? Việc gì chú cũng làm hết á. Chú siêng năng, chú khỏe mạnh lắm. Con nói đi. Mẹ con thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên là hỏi chú có muốn làm giúp việc nhà con không? Con cứ nói với bà chủ lớn á là việc gì chú cũng làm hết. Chỉ cần mỗi ngày á cho chú ba bữa ăn thôi là chú sẽ làm hết. Không bê trễ, chú siêng năng lắm. Dạ, vậy chú đi nha con. Tất cả mọi người nghe đây, mỗi người sẽ được nghỉ 3 ngày Tết. Ba chủ thưởng cho mỗi người 5 quan tiền để đánh bạc cho vui. Hết thì cho thêm. Nè, dạ tôi không lấy đâu. Sao không lấy tiền? Tôi không đánh bạc đâu. Không đánh bạc? Đánh bạc thôi mà. Ba ngày Tết chơi cho vui. Nè, ngày xưa cũng vì cờ bạc mà tôi mới ra nông nổi như thế này. Tôi đã buộc chỉ ở cổ tay và thề rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ không đụng vào nó nữa. Cũng vì cờ bạc mà vợ tôi mới bỏ tôi đi. Tôi chỉ sợ từ đây tới lúc tôi chết đi, tôi không gặp được nàng để nói những lời xin lỗi với nàng. Tôi sẽ ân hận lắm. Tôi nghe anh nói thì thấy thương tình. Anh cứ cầm 5 quan tiền này đi tìm vợ đi. Nếu chưa tìm được, tôi sẽ cho thêm. Dạ, dạ đa tạ bà chủ, đa tạ bà chủ. Anh kia, có tìm được vợ hay không mà mặt mày buồn so vậy? Tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng mà không gặp. Thôi, anh vô phụ dọn mâm cơm lên nhà trên đi. Bữa nay á là ngày cúng giỗ của cha chồng bà chủ á.
mâm cơm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi để trên bàn nha bà chủ. Hôm nay là ngày giỗ của cha. Con có làm mâm cơm mời cha về ăn. Cha có linh thiêng thì về chứng kiến cảnh vợ chồng con sum họp nghe cha. Cụ ông Trần Lai sinh năm Ất Dậu. Sao tên của ông này? Đó là bài văn tế để đọc trong ngày giỗ của cha chồng tôi. Cha chồng của bà chủ à? Đây là tên cha của tôi mà. Mình không nhận ra người vợ của mình sao? Mình tại sao mình lại bỏ chạy? Chẳng phải mình đã tìm kiếm bấy lâu nay để nói lời xin lỗi sao? Em đã nhận ra mình, em đã dùng đủ mọi cách để thử mình. Em biết mình đã bỏ tất cả những thói hư tật xấu để tu chí làm ăn. Cho nên đúng ngày giỗ cha, em mới cho mình biết. Cha, cha về chứng kiến cảnh vợ chồng con đoàn tụ sum họp nghe cha. Cha, xin cha tha tội bất hiếu cho con. Mình ơi, mình tha lỗi cho anh nha mình. Mình đứng dậy đi. Hai con à? Dạ. Đây là hai đứa trẻ mồ côi. Nhân viên đưa em gặp tụi nó để nhận làm con nuôi. Chào cha đi hai đứa. Cha. Sáng mình đi thêm chút xíu đi. Rồi mình kiếm có cái nhà nào á, mẹ tạt vô mà xin cho con gì ăn đỡ nha Tèo. Ráng đi Tèo, ráng tí nữa đi con. Tèo, con sao vậy Tèo? Con đừng làm mẹ sợ Tèo. Tèo ơi Tèo, Tèo con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ Tèo, tỉnh lại đi con ơi hả? Tèo, con cường cứu con tôi vậy. Nó có bị bệnh gì không? Sao kỳ vậy nè? Tèo ơi Tèo. Mày xin ghét hả? Ơi, mấy người bu như vậy đông quá là làm cho thằng nhỏ ngạt thở thì sao? Nó đang. Ủa nó như thế nào? Nó đang xỉu rồi đây nè. Thôi rồi, để cho nó, để ẩm nó lại chỗ thoáng này ngồi nó mới tỉnh được. Gì mà chết thằng nhỏ. Ăn từ từ thôi con, cái chừng mắc nghẹn đó. Mẹ, uống miếng nước đi con. Cô đi đâu á, mà sao để cháu bé ra nông nỗi này? Dạ, tôi cũng không biết đi đâu nữa. Tại vì hạn hán mất mùa, dân làng bỏ đi hết trơn rồi. Nên mẹ con tôi cũng đi. Rồi cha của cháu bé đâu? Tèo nó mồ côi cha từ nhỏ. Thôi vậy tôi thì cũng sống có một mình thôi. Tôi làm nghề đóng củi đặng sống độ nhật qua ngày. Nếu cô không chê thì cứ dừng chân ở đây. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Tôi hứa sẽ đùm bọc mẹ con cô suốt cuộc đời này. Và tôi sẽ coi cháu Tèo coi như là con ruột của tôi. Thank you.
nhà không có đàn bà nên nó hơi lôi thôi chút. Nhưng mà nói thật, nó cũng đủ che nắng che mưa cho ba người quanh năm suốt tháng. Ủa, mà nó đây hả mẹ? Con có muốn ở lại đây không? Dạ muốn. À thôi, à, để tôi đi chợ đó kiếm mớ cá để về đang làm một bữa cơm cho nó tươm tất một chút. Cái lại sẵn à, cúng đất đai thổ trạch luôn. Với lại chứng kiến cho hai đứa mình luôn. Tèo. Dạ. Chơi đi với mẹ. Con muốn ông đó làm ba con không? Từ nay trở đi con có người chăm sóc rồi đó. Dạ muốn. Dạ. Đây, tôi làm cho, tôi làm. Mẹ con cứ yên tâm. Thôi ở đây là nhà của mình, con cũng vậy. Cứ coi như nhà của con đây. Muốn chơi, muốn làm gì làm cứ thoải mái. Còn mọi việc cơm nước ở trong nhà, tôi lo hết cho hai mẹ con. Thôi, ăn cơm đi con ha. Ăn cơm đi ha. Để chú quấy cơm cho ha. Rồi, ăn cơm đi con. Đồ ăn cá mới mua ngon lắm. Dạ, mày ăn. Bóng còi ăn nha. Mày đứng lại! Dượng, Dượng, đừng đánh con mà Dượng! Đứng lại! Trời ơi, đừng đánh con mà Dượng! Mày đứng lại không? Mày không? Mày đứng lại không? Dượng, đừng mày đứng lại! Trời ơi! Dượng! Sao vậy đứng lại? Dượng, đừng đánh con mà Dượng! Tại sao mày dám ăn con cá ta treo lên dàn bếp ha? Dạ dạ, con đâu ăn đâu, tại con mèo kia ăn kìa! Mới bà lớn mà mày nó láo nó xạo ha? Con cá treo trên dàn bếp cao như vậy thì sao con mèo nó ăn được? Uống nước mày ăn rồi mà đổ thừa cho con mèo phải không? Con đâu ăn đâu Dượng, con nói thiệt mà Dượng. Mày ăn mày còn xảo mà nói dối cha. Đập đập mày chết không? Hả? Tại sao mày như vậy hả? Gì vậy? Sao mày đánh con vậy hả? Sao vậy? Tự nhiên mày đánh con nhỏ vậy? Bà hỏi nó đi. Nó là thằng ba lớn mà nó láo nó xạo. Nó vừa ăn cướp mà vừa la làng. Nếu không dạy nó bây giờ là sau này mà đập phá làng phá xóm. Tụi với bạn của nó quỳ lại cả làng luôn à. Con nó còn nhỏ. Nó sai thì ông nói với tôi dạy lại nó. Sao lại đánh nó như vậy chứ? Tụi đánh nó hồi nào? Tụi mới nhá cho nó sợ tụi đánh nó hồi nào. Bà lựa lời mà dạy dỗ nó đi ha. Để sau này nó lớn lên chạy không có nổi đâu. Con có sao không con? Có đau lắm không con? Dạ con không sao. Mẹ ơi, con thề với mẹ là con không ăn con cá đó. Lúc con mới vô bếp, con thấy con mèo đó ăn. Con tới con chụp thì còn lại cái xương không à. Mẹ biết. Mẹ biết con trai mẹ không có nói dối biết. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng khóc. Con hứa lần sau không làm những giận nữa đâu. Mẹ đúng là người mẹ khổ đúng. Mẹ làm khổ con trai mẹ rồi. Nhìn cái mặt mà thấy ghét mà. Thì có tự nhiên ngu còng lưng nuôi con của người ta làm chi không biết. Chắc phải tìm cách đuổi thằng này đi mới được. Dượng ơi, mình tới chưa? Sắp tới rồi mày. Con mỏi chân quá à. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà yếu xìu vậy? Bây giờ mày có muốn vô đừng hai ổi bắt bướm không? Dạ muốn. Đi lẹ đi. Cũng đâu thấy bướm đâu. Thì bị vì mình vô trễ quá. Rồi người ta hái ổi với bắt bướm hết rồi. Thôi để Dượng đi vô sâu chút. Để coi ở trong nó có ổi với bướm. Thì Dượng kêu con vô nha ha. Cầm bắt con này ở đây ha.
chừng nào có đói nhớ ăn nha ha. Ủa sao Dượng nuôi con bát cơm, con để dành bụng để ăn ổi mà Dượng. Gì? Hai ổi ra liền. Bây giờ nói sao nghe vậy đi, chừng nào đói thì cứ ăn cơm phải không. Với hai nữa ở đây đừng đi tầm bậy tầm bạ nha, không chờ Dượng nha, không con đi tầm bậy tầm bạ là cái thú dữ ăn thịt con mất công ha. Chờ Dượng chút ha. Mày đừng có trách tao. Bác hôm này coi như tao bố thí lần cuối cho mày đó. Sợ nó đã chết rồi. Mà nè, con là con cái nhà ai, nhà ở đâu mà giờ này ở đây? Dạ con theo Dượng vô rừng hái ổi. Theo Dượng con vô rừng hái ổi à? Rồi Dượng con đâu? Dạ Dượng con đi sâu vào trong rồi. Đi sâu vào trong rừng? Lạ quá vậy. Chú cũng vừa trong rừng mới ra, có thấy ai đâu? Dạ có mà, Dượng kêu con ngồi ở đây chờ Dượng. Kêu con ngồi đi chờ. Bây giờ trời chiều rồi đó, mà trời sắp tối lên nữa sẽ có nhiều rình rập nguy hiểm. Tốt nhất á là con nên đi về. Nhưng Dượng bảo con ngồi ở đây chờ Dượng mà. Chờ, chờ biết đến chừng nào. Thôi bây giờ về nghe lời chú đi, chứ đừng nên chần chừ như vậy là không có tốt đâu. Đó, hồi nãy giờ con ngồi đó con thấy con rắn chưa? Đó là một trong những nguy hiểm đó. Nghe lời chú đi, ở nhà ở đâu theo chú dẫn tới nhà luôn. Đi. Ăn cơm trước đi, chờ tôi làm chi, tôi ăn dỗ no rồi. Tôi chờ ông về để hỏi ông chuyện này nè. Chuyện gì hả? Tèo đâu? Đi chơi nữa là phải không? Tối ngày đi chơi hoài, thiết tình cái thằng này chứ. Dượng sao Dượng biểu con chờ mà Dượng đâu mất tiêu? May là có chú đầu khoai, nếu không con sẽ bị rắn cắn rồi. Thì Dượng kêu con ngồi đó chờ Dượng, rồi tự nhiên Dượng đi ra cái con đi mất tiêu. Làm Dượng mới về đây luôn rồi thấy không? Đâu có, Dượng làm con giờ lâu quá. Chú đầu khoai á kêu là sụp tối sẽ có nhiều nguy hiểm nên dẫn con về đây. Dượng kêu con chờ ở đó mà Dượng ra là không thấy con, nên Dượng mới về đây trước nè. Ăn cơm. Ăn cơm cho vui. Ăn đi con. Chắc đi vô rừng về mệt phải không? Ăn đi. Bữa nay là Dượng cho con ăn trầu con cá này, nó ngon lắm con ơi. Cá này là dễ gì mà bắt được con cá này. Ăn đi cho mau lớn ha. Canh này cũng ngon đó Tèo đó. Bữa nay con cứ ăn thoải mái. Có thể có ai thương con bằng Dượng đâu.
Tèo. Dạ. Mẹ đi cuốc mướn sắm trên coi nhà nha. Dạ. Nè, nghe bà dặn nè, ở nhà không đi theo Dượng lên rừng nghe chưa? Dạ. Mẹ đi đó. Tèo. Dạ. Đi rừng chơi không? Mẹ con dặn không được lên rừng mấy Dượng nữa. Chúng đi thấu. Hôm trước tao lên rừng, tao thấy mấy trái ổi bự bự như nè, ở trong cái ruộng đỏ như dưa hấu, đầy cây luôn. Thôi ăn đã ngọt cái thợ luôn. Thì nếu mày không đi phải không? Tao rủ thằng Bính với thằng Tí lên trên, cho nó ăn đã luôn. Mày khỏi ăn. À, mình về sớm nha Dượng. Mày ra đi, đi chậm rì. Mẹ lên đi con. Vô đường ổi ngon lắm, đi chậm quá vô ta hái hết. Ủa Tèo, bữa nay mày đi với Dượng mày đi đâu vậy? Dạ con đi vô gần hái ổi. Vậy hả? Hai Dượng cháu nhìn giống như hai cha con ruột vậy đó. Trời chứ sao, tôi thương nó như con ruột tôi mà. Vậy à? Ừ. Thôi đi hai ổi vui vẻ nha. Dạ chị đi về. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi sao mày thầy lai quá vậy? Dạ tại thím tư hỏi. Đã dặn ở nhà rồi, ai có hỏi đừng có nói đi vô đường sau, hiểu không? Ủa sao Dượng? Mình nói vậy đó, rồi ta vô ta hái ổi trước mình, ta ăn hết của mình rồi sao, hiểu không? Đi. Mày mệt quá. Chị ơi, tôi về nha. Cho nợ ngày mai tôi làm nha. Ủa sao vậy, chị chóng mặt hả? Không phải. Tự nhiên con mắt tôi nó giật hoài à. Linh tính như là có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Tôi về nha, cho tôi nợ mai tôi làm nha chị. Vô sâu còn gì, mình mới không gặp mấy thằng đào mài chặt mũi. Ủa Dượng nói gì? Dượng nói là vô sâu gì không gặp mấy thằng hái ổi. Nó hái hết của mình nó ăn sao? Khi này mày không chết vì thú dữ thì mày cũng chết vì lạc. Mà không chết vì lạc thì mày cũng chết đói rồi mày chết. Dượng đau bụng quá con ơi, không biết hồi sáng thức ăn nhầm củ khoai sùng hay sao giờ đau bụng quá. Nè nè, con cầm cái bát cơm này ha. Dượng đi vô đây đi chút xíu ha. Đứng đây nhau, đừng đi đâu nhau. Trời đau quá. Đi nhanh cái Dượng. Ở ngoài đây con một mình sợ lắm. Ai da đau bụng quá. Ai da trời ơi. Con sao ăn cái gì đau bụng quá. Ai da. Ai đau bụng quá. Ai da, trời đau bụng quá. Ai da,
Biết đâu. Ông nói láo. Ông dẫn nó lên rừng rồi đúng không? Đâu dẫn lên rừng đâu. Lúc tôi lên rừng nó còn đây chơi mà. Ông đừng nói dối nữa. Sáng nay có người thấy ông dẫn nó vô rừng. Ông trả lời tôi đi. Thằng Tèo đâu? Có phải ông dẫn lên rừng để bỏ nó trong rừng đúng không? Trời ơi, sao tôi không nghĩ ra vậy? Lúc trước đã một lần, tại sao tôi không nghĩ ra? Ông đúng là quỷ đó đông người. Tại sao ông làm vậy? Đó là một đứa con nít, tại sao ông làm vậy? Tèo ơi, con ơi, Tèo ơi. Anh Tèo đâu? Mau tìm về cho tôi. Chứ không á, tôi thua ông với quan trên. Đến lúc đó, ông liệu mà trả lời với quan trên. Trời. Đến lúc này tôi không nhịn tình vợ chồng với ông nữa. Bây giờ tôi nhớ đâu. Hình như là thằng Tèo nó còn đâu đó trong rừng đó. Tôi nhớ chỗ đó. Đâu đó là đâu? Tìm cho con gì tôi mau lên. Đi trời ơi. Tèo ơi Dượng đâu rồi? Dượng đi đâu rồi Dượng ơi? Dượng để lại bát cơm cho mình ăn. Đói bụng quá. Tại sao trong bát chỉ có cát không có cơm? Tại sao Dượng lại để bát cát quá cà như thế này? Mẹ ơi, con sợ. Tại sao chỉ có bát cát quá cà? Phải chi nghe lời mẹ đâu anh không nổi rồi. Dượng sao chỉ có bát cát quá cà? Dượng tại sao mình không biết kéo của kề? Sao để con mới kéo của kề? Mẹ ơi, sao để con mới kéo của kề? Sao để con mới kéo của kề? Mẹ ơi. Tại sao lại để cho con bắt cát của kè? Mẹ ơi.
kế của Kiều, và 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 kế của Kiều. Tèo ơi! Tèo ơi! Tèo! Con đâu rồi Tèo? Tèo à! Ông để nó đâu? Tèo ơi! Tèo! Tèo. Hả? Ông để nó đâu nữa hả? Tèo ơi! Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Tôi kêu thằng Tèo ngồi ở đây chờ tôi nè. Chỗ này nè. Vậy thì nó ở đâu rồi? Mà tôi đâu biết. Đi tìm mau lên! Tèo ơi! Con nghe mẹ nói không? Tèo ơi! Nó đâu rồi? Đi tìm mau lên! Tèo ơi! Con ơi! Tèo ơi! Tèo! Tèo! Tèo ơi! Tèo! Tèo ơi! Tèo ơi! Tèo ơi! Bà ơi bà! Tèo ơi! Đây, cái áo tôi nè. Hả? Cái bát cơm tôi đưa cho nó giữ nè. Tại sao cái chiếc cơm này cắt không vậy nè? Tại sao vậy? Trời ơi! Ông đồ ác! Ông ác như lòng ghét con người! 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 Tèo ơi! Con nó là Tèo ơi! Tèo ơi! Tèo ơi! Tèo! Tèo ơi! Tèo! Con rồi nè! Con ơi! Con! Tèo ơi! Đồng 1 đồng 2 đồng 3 đồng 4 đồng 5 đồng. Quen không cười? Không. Sao không cười? Tôi thấy anh cười, tôi cười à? Mà anh đâu tới đây vậy? Tôi làm bên kia kìa. À, vậy hả? Hả? Mà anh tới đây làm gì?
Vợ tôi á cho tôi 5 đồng à. Kêu tôi đi mua bán làm ăn. Nhưng mà tôi đi từ hồi sáng tới giờ á chưa có gì để mua hết trơn á. À vậy 5 đồng của anh đâu? Nè à, 5 đồng của anh hả? Trời ơi, có 5 đồng mà anh mua được cái gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Vợ tôi kêu mua đủ 5 đồng thôi. Nếu mà mua nhiều á là vợ tôi la tôi á. Vợ anh à? La anh à? Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp anh dữ vậy? À vậy anh có gì bán cho tôi không, để tôi mua lẻ lẻ tôi về, để không vợ tôi la tôi nữa. À tôi bán cho anh đó hả? À kìa, anh thấy cái đàn vịt đằng đó không? Đâu? Thấy không? Đó, cái đàn vịt đó đó, nguyên một đàn vịt luôn đó. Ờ kìa nó. À thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, ủa đẹp ghê luôn á. Đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Quá. Ừ. Trời ơi, nào nấy mập thương quá sợ luôn. Ừ. À cái bài vịt đó đó, cái bài vịt đó là của tôi đó. Ờ bài vịt của anh hả? Đúng rồi, bài vịt đó là của tôi. Ồ hồi thương quá ta. Nó tôi bán hết cái bài vịt đó cho anh đó ha, 5 đồng. Nguyên một bài vịt anh bán có 5 đồng? Đúng rồi, 5 đồng nguyên một bài vịt. Nguyên bài vịt anh bán có 5 đồng? Đúng rồi, là 5 đồng nguyên một bài vịt. Anh bán cho tôi đi. Ừ thì tôi bán cho anh. Này anh đưa tiền cho tôi đi. Nè tôi khoan. Sao vậy? Anh đi bán vịt cho tôi đi, tôi mới đưa tiền cho anh. Vịt đó tôi nuôi nó lâu rồi, nó gắn bó với tôi cũng lâu rồi, nó mến tay mến chân với tôi. Bây giờ bắt nó đem bán cho người ta, tôi đâu có nỡ. Xa nó tôi cũng đâu có nỡ đâu. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tội nghiệp quá. Thôi vậy anh cầm tiền nè, anh đi đi, đi đưa bắt cho. Sau này anh nhớ chăm sóc bà dịch với tôi nha. Mà nè, anh nhớ chờ tôi đi khuất rồi anh hả bắt. Nếu không á, nó quay qua nó mà thấy tôi đi á, nó buồn, nó đau khổ lên biết không? Đúng rồi, thấy thương quá. Thôi đi đi. Thôi, để đưa bắt cho. Tôi đi. Thôi. Sau này anh nhớ chăm sóc đàn vịt cho tốt phải không? Ừ, tôi đi. Tội nghiệp anh ấy quá à. Thôi bây giờ mình phải bắt bầy vịt đem về lẻ mới được. Vịt, tụi bay bay đâu vậy? Tao mua tụi bay 5 đồng rồi đó. Tao là chủ tụi bay nè. Tụi bay bay đi, rồi sao tao bắt? Quay xuống đây đi, đi đâu bác? Tôi quay bay lên chân hả? Tôi quay ơi! Trời ơi, mất tiêu 5 đồng à. Cái gì? Anh có biết đó là vịt trời không? Vịt trời á, nó gặp người thì nó sẽ bay lên trời. Chứ đâu phải là vịt nuôi đâu mà bắt được. Anh bị người ta gạt lấy 5 đồng rồi đó, chồng ơi là chồng. Chồng đâu có biết đâu, hắn chỉ đàn vịt của hắn, cho nên anh mới đưa 5 đồng. Hèn chi, anh thấy cái gì mà rẻ ơi là rẻ. 5 đồng, nguyên cái bài vịt. Khổ ghê á,
chồng người ta thì buông cái này bắt cái nọ. Chồng mình thì cầm tay chỉ gì cũng không xong. Đưa tiền cho đi buôn bán thì người ta gạt. Sao số buôn bạc quất vô phần em không biết. Hay là từ nay anh nhịn cơm rồi coi như là bù lại 5 đồng cho vợ nghe. Hay là chồng đi làm kiếm tiền rồi trả lại cho vợ đúng 5 đồng rồi thôi. Anh làm được cái gì mà làm. Không khéo đổ bể người ta lại bắt đền tôi nữa. Vô rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay tôi có làm vịt kho gừng cho anh đó. Ăn vịt hả vợ? Ờ, vịt nuôi chứ không phải vịt trời của anh đâu. Thằng chồng của em á thiệt là không có nên thân. Làm cái gì cũng không ra ngô ra khoai mà lại chẳng hiểu nữa chứ. Thiệt là thấy thương cho em á. Đẹp người lại giỏi giang chứ có phải đồ bỏ gì đâu mà vướng phải cái người chồng đần độn ăn hại. Mua không được thì bán. Em mới dệt xong mấy tấm vải nè, mình đem ra chợ bán giùm em nghe. Vải giờ đẹp quá. Nghe em dặn nè. Một tấm á là 4 quan, không thêm không bớt nha anh. 4 quan, 1 tấm. 4 quan, 1 tấm. 1 tấm, 4 quan. Không thêm, không bớt. Đúng rồi. 1 tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á là 12 quan. Chồng nhớ chưa? Lặp lại cho em nghe coi. 1 tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á 12 quan. Đúng rồi. Nè, ở đây là có 3 tấm, chiều mang về cho em 12 quan nghe. Nhớ rồi vợ. Anh ơi, chợ tan rồi, sao anh không về đi? Có con ma nào đi chợ nữa đâu mà mua đồ anh bán làm chi? Tôi chưa bán hết vải mà. Ôi trời, nói với anh mệt quá à, chợ tan hết rồi mà bán cái gì? Thôi, tôi đi về trước rồi nha. Không được, không được. Vợ dặn chừng nào bán hết vải mới về. Không hết là không về. Đúng rồi. À, à ông, à ông, ông mua vải còn đi không? Ông mua vải còn đi. Dạ, 1 tấm, 1 tấm, 4 quan, 2 tấm, 8 quan. Dạ. Ông mua giúp giải em còn nhau. Chợ đã tan rồi, sao anh còn ở đây? Dạ, à, vợ con dặn á, chừng nào bán hết giải mới về. Không hết là không có gì à. Ông mua giúp con nhau. Giải này ai dệt mà khéo thế. Dạ vợ con. Vậy hả? Dạ. Vợ dệt, chồng bán. Dạ. Thật là tâm đầu ý hợp. Dạ. Giải này bán làm sao? Dạ, 1 tấm 4 quan, 2 tấm là 8 quan, 3 tấm 12 quan, đúng không? Dạ quá đúng luôn. Sao ông thông minh vậy? Con chưa nói mà ông đã biết rồi. Thì cứ vậy mà tính lên, có gì đâu khó. Dạ. Ông mua giúp con nha. Ta sẽ mua 2 tấm. Dạ, 2 tấm. 8 quan. 8 quan. Dạ. Nhưng ngặt nổi ta không có mang tiền theo. Anh có thể theo tôi về nhà lấy tiền được không? Dạ được.
Nhưng mà không, ông mua có 2 tấm mà, vậy còn 1 tấm nữa, con phải bán hết 1 tấm con mới về được, không hết là không về. Ông mua có 2 tấm thôi, vậy ông mua giúp con tấm mới đi. Không không, ta chỉ cần 2 tấm mà thôi. Con chịu đâu, hay là ông chờ con bán hết tấm vải này, con theo ông về nhà lấy tiền. Thôi được rồi, ta có cách đây. Nhà cách gì? Một chốc nữa người bán xong rồi hãy đến nhà ta mà lấy tiền, được không? Dạ được, ông quá hay. Dạ, nhưng mà con biết nhà ông đâu. Ta sẽ chỉ chỗ cho. Nhà tôi ở chỗ chợ đông không ai bán. Chợ đông không bán? Chỗ kèn thổi tò le. Kèn thổi tò le? Chỗ cây tre một mắt. Cây tre một mắt? Chút nữa đến nhà tôi lấy tiền nha. Chợ đông không bán? Kèn thổi tò le? Cây tre một mắt? Chút nữa đến nhà ta lấy nha. Chợ đông không bán? Kèn thổi tò le? Cây tre một mắt? Chồng đã bán hết vải chưa? Tiền đâu? Chồng tìm ông ta khắp nơi luôn, nhưng mà không gặp ông ta ở đâu. Chắc là chồng gặp phải phường bị bợm rồi. Sao do buồn cho nên không dám về. Nhưng không về tối biết ngủ ở đâu. Vợ đừng la chồng tội nghiệp, tại vì chồng thấy ông ta ăn nói đỉnh đạt từ tốn, chồng không nghĩ là ông ta lường gạt chồng. Ông ta có chỉ nhà mà chồng thì không có ra. Ông ta chỉ như thế nào? Ông ta nói cái nhà mà ông ở là ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ càng thổi tò le, chỗ cây tre một mắt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông ta không có gạt anh đâu, tại vì anh tìm không ra thôi. Ủa vậy hả? Chợ đông không ai bán, nghĩa là cái trường đông người nhưng mà chỉ có học chứ không có bán. Càng thổi tò le là cái bụi lao, khi gió thổi nghe như tiếng càng sáo. Còn chỗ cây tre một mắt là bụi hành hay bụi tỏi gì đó. Là sao vậy? Ngày mai á, chồng đi tìm cái trường học có bụi lao trước cửa và có một cái vườn hành. Đó là nhà của cô già đó, chồng cứ đến đó mà đợi kìa. Tả thế chi, tả thế chi, hiểu dạ, hiểu dạ. Dạ ơi, hai tấm tám quà tôi lấy tiền. Mời anh uống trà. Tôi tìm nhà ông suốt buổi chiều ngày hôm qua luôn mà tiền không có được. Sao giờ anh lại tìm được nhà tôi? Đố không biết. Là sao? Vợ đụng mắt á. À, ông đừng tưởng bở nha. Vợ tôi cái gì cũng biết hết trơn á. Tôi vừa nói một câu ông nói á là vợ tôi phán một câu liền à.
dễ ẹt, có gì đâu khó. Té ra anh tìm được nhà tôi là nhờ vợ của anh. Người đàn bà này hẳn là thông minh tài trí, ít người sánh kịp. Thôi, để thử công cho anh. Sẵn dịp, tôi đãi anh một bữa cơm rồi hãy về. Không chịu, trả tám quan đi về. Đúng rồi, tám quan. Nò quá. Nò rồi phải không? Dạ. Thôi bây giờ tôi về, ông trả tiền. Hai tấm, tám quan. Tôi về chấm thoa kẹo và đu chăm. Đây, tôi để sẵn ở đây, trả cho anh tám quan đi. Sẵn tôi gửi biếu cho vợ anh món quà. Quà dạy tôi, ông đâu biết mặt dạy tôi đâu cho quà. Tôi chưa gặp, nhưng cũng xem như là kỳ phục địch thủ. Dạ tôi không hiểu. Anh kêu về đưa cho vợ anh, nhưng mà nhớ đi giữa đường đừng có dở ra xem nghe. Cảm ơn ông. Tôi về. Anh về. Nàng ta xem ắt sẽ hiểu ý ta gửi gắm. Anh lấy được cám quan tiền này vợ ơi. Vợ ơi vợ, lấy được cám quan tiền. Vậy hả? Trời ơi, mừng quá. Đúng rồi. Chụp tìm nhà dễ không? Dễ à. Vậy hả? Theo lời vợ á thì ra ngay thôi à. Nhưng mà ông ta có hỏi chồng á là tại sao biết. Rồi chồng thiệt tình nói là vợ chỉ. Rồi ông ta có vợ gửi biếu cho vợ này nè. Biếu vợ này nè. Cái gì vậy chồng? Biếu vợ á. Biếu vợ. À. Chăm chăm đi. Quái gì thiệt. Tại sao có một bông hoa lài mà cắm bãi phân trâu? Cái nhà này đúng là khó hiểu. Chỉ nhà cũng chỉ xa gần. Rồi biếu quà thì cũng biếu quái vậy thiệt. Không hiểu nổi luôn. Cô là người đàn bà thông minh, tài sắc vẹn toàn. Sao lại lấy một người chồng ngu si đần độn thế kia? Chẳng khác nào bông hoa lài cắm vô bãi phân trâu. Thưa thầy, học trò xin phép về. Con về. Thôi chết, ta đã đùa quá trớn rồi. Có khi câu nói đùa tưởng chừng như vui chốc lát lại trở thành tai họa. Câu nói ẩn ý qua lại cắm bãi phân trâu xét ra thật là ác độc. Nếu người vợ phẫn chí liều thân ngoại thể thì ta sẽ có tội lớn với danh giáo. Nếu người vợ uất ức mà sanh ra hành động nông nổi thì ta là người ân hận suốt đời. Không được, ta phải lập tức đi tìm hai vợ chồng chàng gốc đó mới được. Thân thế của ta thật chẳng ra gì. Trên đời có biết bao nhiêu người khôn ngoan tài giỏi,
sao lại không chọn là đi cho một người u mê đần độn, bao nhiêu người chê cười khinh bỉ sau lưng. Mà ta cứ mặc, ta có phải là sai lầm khi chọn kiếp này để sống? Thôi đi chết phước cho xong. Một mình vậy? Chồng thím đâu rồi? Thôi không ổn rồi, thôi để đi kiếm chú hai mới được. Ơ, dạ, trời ơi, dạ. Cái xin, ông kia. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Đi mà sao không chịu ngó đường vậy? Biết người ta gấp lắm không mà cứ chàng ràng hoài vậy à? Dạ xin lỗi chị. Mà sẵn đây tôi nhờ ông một việc nha. Chuyện gì hả chị? Ông canh chừng cái người đàn bà này giùm tôi nha. Đó. Dạ dạ. Nếu mà cổ có lỡ mà dại dột gì đó thì hãy ra sức cố sức mà giữ cổ lại nha không? Dạ được rồi. Không biết buồn vui cái chuyện gì á mà ra đó đứng khóc cười có một mình à. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Ủa, chị biết chồng của cô ta sao? Biết. Hai vợ chồng ở cuối xóm này nè chứ đâu. Người vợ á thì dệt vải. Dạ. Còn người chồng á cờ căm mà chẳng có làm ra được cái tích sự gì hết á. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Vậy chị mau kêu chồng cô ta lại đi ha. Sẵn đây cho tôi mượn cái nôm này nha. Rồi để tôi đi kiếm chồng cô ta coi. Nè cô kia. Nè cô kia, sao mà cô lội xuống sông vậy? Rồi cá cho sợ cá quảng nó chạy tuốt hết trơn rồi sao tôi bắt? Cô có mau lên không? Cô có mau lên không? Hay là tôi kéo cô lên. Nè, hay là kéo lên. Đúng là đồ phá đám à. Buông ra để cho tôi chết đi. Buông tôi ra để cho tôi chết đi. Nè, tôi có chết thì chỗ khác mà chết. Ở đây để tôi bắt cá tôi sống chứ. Buông tôi ra để cho tôi chết đi. Nè. Ôi, nè ơi. Cá ơi. Cá lớn, cá nhỏ. Mau chui vào vỏ. Nó bắt mang. Chồng mình tuy hờ dại nhưng mà cũng không như già này. Xét ra trên đời cũng có nhiều người đần độn hơn chồng của ta. Cá lớn cá nhỏ mau chui vào vỏ, ta bắt sang. Cá lớn cá bé mau chui vào vỏ để ta bắt ta ăn. Cá lớn cá bé, cá lớn cá nhỏ mau chui vào vỏ. Vợ dạ, vợ làm gì vợ đứng ở đó vậy? Sao vợ không lên? Vợ đừng có nghĩ dại mà bỏ anh như vậy. Vợ bỏ anh là đi sống với ai đây? Vợ dạ, vợ lên đi vợ. Vợ dạ, vào vỏ. Vợ lên đi vợ. Ta bắt tàng. Vợ lên đi. Ta lên cao bé. Dạ dạ, em xin lỗi dạ nha. Dạ đừng có nghĩ dại. Dạ bỏ anh. Anh hứa dạ, đừng để anh nên người muốn giúp vợ một tay. Anh đâu có làm vợ buồn dạ dặn thế đâu. Dạ đừng có bỏ anh nha dạ. Anh thương vợ dạ ơi. Ủa, ông thầy đâu? Chào anh. Chính ông mày tặng mình gói quà nè. Ủa, sao ông quỳ trước mặt gia chồng luôn vậy? Xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Vì muốn chứng tỏ tài trí hơn người, cho nên tôi phạm một sai lầm
không thể tha thứ được. Một câu bông đùa vô tâm, không đúng lúc đúng chỗ, nó sẽ trở thành ý nghĩa xúc xỉm mà tổn thương đến người khác. Con này nói gì vậy vợ? Ông đứng lên đi. Ông quỳ như vậy vợ chồng tôi tổn thọ lắm. Cũng may á là ông nhận ra và chạy đến đây kịp lúc. Thật ra tôi mới là người biết ơn ông, đã giúp tôi nhận ra đạo lý vợ chồng. Sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.